Rồi. Chào lớp mình. Chiều hôm nay lớp mình sẽ đi vào cái buổi thứ sáu, là cái nội dung cuối cùng của cái chương trình môn cấu trúc đề đạt ở học phần này. Thì hôm trước là mình đã đi qua cái nội dung về về Erlang, phần đường đi và chu trình Erlang. Thì hôm nay tôi sẽ gửi tiếp đến đường đi và chu trình Hamilton. Và nếu xíu nữa mà còn dư thời gian á, có nghĩa là mình đi qua sớm cái phần này, thì tôi sẽ bổ sung thêm một cái phần nữa. Đó là cái phần về tìm đường đi ngắn nhất bằng thuật toán đích xa. Tìm đường đi ngắn nhất bằng thuật toán đích xa. Cái nội dung này thì của một số lớp đợt trước thì không đủ thời gian cho nên tôi không trình bày. Mà lớp mình chắc là nếu đi kịp thời gian thì sau khi tôi trình bày đến Hamilton xong mà mình sẽ chuyển qua luôn cái phần về về tìm đường đi ngắn nhất bằng thuật toán đích xa. Cái phần về đường đi tìm một cái con đường nó đi qua hết tất cả các cạnh và mỗi cạnh đúng một lần á, là liên quan đến Erlang. Thì Erlang này bữa trước là tôi cũng có gửi cho lớp mình xử lý xác định deck out với deck in của cái bài ví dụ mẫu số 2, và sau đó cho tiếp một số cái bài tập tương tự về cái phần đường đi và chu trình về cái phần đường đi và chu trình Hamilton, chu trình Erlang rồi. Thì bây giờ mình chuyển qua cái nội dung của đường đi và cái chu trình Hamilton. Hamilton nó cũng tương tự như Erlang, nhưng mà cái quan điểm của Erlang là duyệt cạnh, còn quan điểm của Hamilton là duyệt đỉnh. Quan điểm của Hamilton là duyệt đỉnh. Có nghĩa là bây giờ mình tìm một con đường mà nó đi qua hết mọi đỉnh của đồ thị, và mỗi đỉnh chỉ đi qua đúng một lần, không lặp lại cái lần thứ hai. Nếu tìm ra một con đường mà nó đi hết qua mọi đỉnh của đồ thị và mỗi đỉnh thì đi qua đúng một lần thì người ta gọi đó là đường đi Hamilton. Mà nếu con đường Hamilton mà nó có một cái cạnh nối trực tiếp giữa cái đỉnh cuối của đường đi với cái đỉnh bắt đầu khi mình chọn á, thì người ta gọi lúc đó nó là một chu trình Hamilton. Chu trình Hamilton là một chu trình khép kín mà mỗi đỉnh trên đó mình đi qua đúng một lần mà không có lặp lại lần thứ hai. Và trên chu trình Hamilton thì nó không chứa chu trình con nào ở bên trong hết. Thì sau khi đi vào cái nội dung này, dự kiến mà đi nhanh thì tôi sẽ trình bày tiếp cái thời gian còn lại của cái buổi này là đi qua cái thuật toán đích xa, là tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh đến các đỉnh còn lại của đồ thị. Rồi nội dung đó thì cũng sẽ có xuất hiện trong cái đề thi kết thúc môn của mình. Để chút xíu cuối giờ tôi cho cái nội dung ôn tập để mình thi kết thúc môn của cái môn cấu trúc đề đạt này. Thời gian mà nếu làm không đủ 90 phút thì tôi có thể cho lên đến 120 phút để cho mình làm cho nó thoải mái về thời gian để mình giải quyết cái bài toán về đồ thị. Nó có khá nhiều nội dung để cho mình luyện tập, cho nên nội dung này mình liên quan đến mệnh đề, rồi liên quan đến luật suy diễn, rồi liên quan đến hàm bool, đại số bool, hàm bool, rồi nó có liên quan đến tìm đường đi ngắn nhất, rồi liên quan đến Erlang với Hamilton. Nó có khá nhiều nội dung hay mà mình học qua thì mình bỏ, nó thì cũng tiếc, cho nên thông thường thi thì tôi sẽ cho để có dịp mình ôn tập lại cái nội dung đó luôn. Đường đi với chu trình Hamilton, thì một đường đi Hamilton là một con đường mà nó đi qua tất cả các đỉnh của đồ thị và mỗi đỉnh chỉ đi qua đúng một lần, không lặp lại đỉnh nào lần thứ hai trên con đường đi hết. Và đây là một bài toán đáp án mở, có nghĩa là có nhiều cái đáp số khác nhau liên quan đến Hamilton. Erlang thì nó cũng có nhiều cái đáp số khác nhau, và mình chỉ cần tìm ra một cái đáp số là đủ liên quan đến Erlang, là mình tìm một con đường mà nó đi qua hết tất cả tìm một con đường mà nó đi qua hết tất cả các cạnh của đồ thị, mỗi cạnh đúng một lần, thì đó là quan điểm của Erlang. Còn quan điểm của Hamilton là tìm một con đường nó đi qua hết mọi đỉnh của đồ thị và mỗi đỉnh đi qua đúng một lần. Thì nó có nhiều đáp số khác nhau liên quan đến Erlang, cũng có nhiều kết quả khác nhau đối với Hamilton. Có nghĩa là tôi xây dựng chu trình Hamilton, ví dụ tôi chọn cạnh AB thì quan
điểm của người khác, người ta không thích chọn cành AB, người ta chọn cành CD để người ta đi, thì nó cũng là một cái cách hình thành nên được con đường, và có nhiều con đường đi khác nhau, có nhiều chu trình Hamilton khác nhau, chỉ cần mình chỉ ra một cái là đủ. Một chu trình Hamilton là một con đường Hamilton khép kín, có cạnh nối trực tiếp, nó có cạnh nối trực tiếp, có cạnh nối trực tiếp chứ không phải có định nối trực tiếp, có cạnh nối trực tiếp, cái này tôi viết nhầm, có cạnh nối trực tiếp từ đỉnh kết thúc cho đến đỉnh bắt đầu, có một cái cạnh nối trực tiếp từ đỉnh kết thúc cho đến đỉnh bắt đầu, thì người ta gọi đó là một chu trình Hamilton. Và mình nhớ trong quá trình xây dựng nó có một số quy tắc. Thứ nhất là nếu như đồ thị G của mình mà nó có đỉnh bậc nhỏ hơn hay bằng một, có nghĩa là đỉnh mà bậc nhỏ hơn bằng một thì thứ nhất nó là đỉnh cô lập, là đỉnh bậc không, mà đỉnh bậc không chắc cú là nó không liên thông, và nó sẽ không có chu trình Hamilton. Bởi vì không cách nào mà đi đến đỉnh bậc không đó được, và cũng không có lối nào thoát khỏi đỉnh bậc không hết. Cho vậy đó là không thể hình thành nên cái chu trình Hamilton. Và cái đỉnh bậc mà nhỏ hơn bằng một thì nó có thể là đỉnh bậc bằng một, mà đỉnh bậc bằng một có nghĩa là đỉnh treo, mà đỉnh treo có nghĩa là đi từ ngoài chui tọt vô nó thì không cách nào đi ra khỏi cái đỉnh đó, do vậy không thể hình thành nên được cái chu trình Hamilton nếu có đỉnh treo xuất hiện. Có nghĩa là nó đi chui tọt vô cái đỉnh đó thì không cách nào thoát ra khỏi cái đỉnh treo được, nó bị rị luôn tại cái đỉnh treo đó, thì chắc cú là không thể hình thành nên chu trình được. Và nếu mà xuất phát tại cái đỉnh có bậc một đi ra thì không cách nào mà mình có cơ hội quay về được cái đỉnh đỉnh treo đó được hết, cho nên cũng không thể tạo thành cái vòng khép kín, cho nên đảm bảo là không có chu trình Hamilton. Đồ thị mà nó có đỉnh treo thì có thể có đường đi, có thể có đường đi Hamilton, nhưng đảm bảo là không có chu trình, là không có cách nào mình quay về cái đỉnh treo đó được hết, cho nên mình sẽ kết luận là không có chu trình. Có đường đi hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi khẳng định là nó không có chu trình. Như vậy nếu đồ thị mà nó có đỉnh nào mà có bậc nhỏ hơn hay bằng một, là đỉnh bậc không hoặc là đỉnh bậc một á, thì tôi kết luận là không có chu trình Hamilton. Và nếu trong đồ thị mà nó có một cái đỉnh nào đó có bậc là hai, thì chắc cú là hai cạnh nối tới cái đỉnh đó phải bắt buộc mình phải đưa vào trong cái chu trình Hamilton khi mình xây dựng. Bởi vì đỉnh mà nó có bậc hai là chỉ có hai cạnh nối tới nó, thì để đi qua được cái đỉnh bậc hai đó thì chỉ có duy nhất là cái cặp cạnh nối tới cái đỉnh đó là mới có thể đi qua được cái đỉnh bậc hai, cho nên bắt buộc là phải đưa cái cặp cặp cạnh đó vô, có nghĩa là cỡ nào cũng phải đưa cái có nghĩa là cỡ nào mình cũng phải đưa cái cặp cỡ nào mình cũng phải đưa cái cặp cạnh mà nối tới đỉnh bậc hai đó vô trong chu trình Hamilton, bởi vì đó là phương án duy nhất để mình đi qua được cái đỉnh bậc hai. Cho nên bắt buộc khi xây dựng chu trình mình phải lưu ý là đưa những cái đỉnh mà có bậc hai thì hai cạnh nối tới cái đỉnh đó phải đưa vào trong chu trình khi xây dựng. Và cái lưu ý thứ ba là chu trình Hamilton nó không chứa chu trình con nào ở bên trong. Chu trình Hamilton không có chứa chu trình con ở bên trong. Chu trình Euler thì có thể có chu trình con ở bên trong, nhưng mà chu trình Hamilton không có chu trình nào ở bên trong hết, bởi vì nó đi qua đỉnh nào không thể quay về đỉnh đó nữa. Cho nên nếu có chứa chu trình con thì có nghĩa là đi qua một cái đỉnh nhiều lần là không thỏa liên quan đến Hamilton nè. Do vậy chu trình Hamilton thì không chứa chu trình con nào ở bên trong. Và lưu ý thứ tư là nếu như có một cái đỉnh nào đó có bậc mà nó bự hơn hai, là đỉnh bậc 3, bậc 4, bậc 5 trở đi á, thì mình có nhiều phương án để mình đi qua cái đỉnh có nhiều phương án để mình đi qua cái đỉnh U này. Nếu như có một đỉnh nào đó có bậc mà lớn hơn hai thì mình có nhiều phương án để mình đi qua cái đỉnh này, và khi mình đi qua rồi thì không có cơ hội quay về cái đỉnh này nữa, do vậy mình có thể xóa bỏ những cái cạnh dư thừa ra khỏi đỉnh này. Có nghĩa là một đỉnh mà mình chọn hai cạnh bất kỳ để mình đi qua cái đỉnh bậc bậc lớn hơn hai á, thì mình không có cơ hội quay về cái đỉnh đỉnh U này nữa, cho nên những cạnh dư thừa
thì mình được quyền bỏ ra khỏi đỉnh này để là giảm độ phức tạp của bài toán lại, thì không thể quay về U được nữa, nên cho nên mình có thể xóa bỏ những cạnh dư thừa ra khỏi đỉnh U. Ví dụ đây đồ thị, ví dụ đây mình để A đây là một cái ở đây ví dụ A đây là đỉnh bậc 4, thì có nghĩa là tôi muốn đi qua đỉnh A thì có nhiều phương án để đi. Ví dụ đây thầy đi qua đỉnh A bằng cái cạnh là BA với AK, có nghĩa là muốn vượt qua đỉnh A tôi sẽ đi bằng cái cạnh BA rồi AK. Nghĩa là lúc này cái cạnh AE với cái cạnh AL trở thành cạnh dư thừa, thì tôi được quyền xóa bỏ nó đi. Bởi vì đi qua đỉnh A tôi không còn cơ hội quay về đỉnh A nữa, thì tôi sẽ xóa những cạnh dư thừa ra khỏi đồ thị, để cái thành phần còn lại của đồ thị nó giảm bớt cái độ phức tạp lại để mình tìm cho nó nhanh. Như vậy đỉnh A là đỉnh bậc 4, ví dụ tôi đi bằng cái cạnh EA với cái cạnh AK, nghĩa là cạnh AB với cạnh AL trở thành cạnh dư thừa tại đỉnh A. Bởi vì tôi duyệt xong đỉnh A thì tôi không quay về nó nữa, cho nên mình sẽ có những cạnh dư thừa được quyền xóa. Ví dụ tôi đi qua đỉnh A bằng cái cạnh EA và cạnh AL thì cạnh dư thừa lại trở thành là cái cạnh AB với cạnh AK, cho nên tôi được quyền xóa và xóa những cái cạnh dư thừa ra khỏi đồ thị để giúp cho mình giảm cái độ phức tạp trong cái thành phần còn lại của đồ thị, mình tìm ra cái chu trình cho nó nhanh. Có nghĩa là mình không có quay về cái đỉnh đó được nữa, cho nên xóa bỏ những cạnh dư thừa ra khỏi cái đỉnh U. Và ngoài ra có một số cái lưu ý. Thứ nhất là mình xét cả đồ thị có hướng và đồ thị vô hướng rồi. Và ở đây có một vài cái lưu ý. Lưu ý thứ nhất là dành cho đồ thị vô hướng. Ba cái lưu ý là dành cho đồ thị vô hướng. Tôi xét G là một cái đồ thị vô hướng liên thông và nó có nhiều hơn một đỉnh. Và nếu G là một đồ thị đầy đủ thì G sẽ có chu trình Hamilton. Nếu G là một đồ thị đầy đủ thì G có chu trình Hamilton. Một đồ thị mà gọi là đầy đủ nếu như một đỉnh luôn có cạnh nối trực tiếp tới tất cả các đỉnh còn lại của đồ thị thì người ta gọi nó là một đồ thị đầy đủ, là complete graph. Đồ thị đầy đủ bữa trước mình có đề cập rồi. Như vậy một đồ thị G được gọi là đầy đủ nếu như mọi cặp đỉnh đều kề nhau. Lưu ý thứ nhất đó là nếu như G là một cái đồ thị đầy đủ thì nó sẽ có chu trình Hamilton. Một đồ thị được gọi là đầy đủ nếu như mọi cặp đỉnh đều kề nhau. Mọi cặp đỉnh đều kề nhau, có nghĩa là một cặp đỉnh, một đỉnh đều có cạnh nối trực tiếp tới tất cả các đỉnh còn lại của đồ thị thì người ta gọi nó là đầy đủ. Thì người ta sẽ gọi nó là một cái đồ thị đầy đủ. Ví dụ ở đây tôi sẽ minh họa cho lớp mình một cái trường hợp về đồ thị được gọi là đầy đủ hay không đầy đủ. Bài này nè. Bài ví dụ mẫu này. Cho G là một đồ thị vô hướng. Cho G là một cái đồ thị vô hướng. Đồ thị này là một đồ thị không đầy đủ. Không đầy đủ bởi vì cặp đỉnh A với C không có cạnh nối trực tiếp. Cặp đỉnh A với F không có cạnh nối trực tiếp. Cái cặp đỉnh A với H không có cạnh nối trực tiếp. Cặp đỉnh DVF cũng chẳng có cạnh nối trực tiếp, cho nên cặp đỉnh DVF là không có cạnh nối trực tiếp, cho nên đồ thị này là không đầy đủ. DVF là không có cạnh nối trực tiếp, cho nên cái đồ thị này là đồ thị không đầy đủ. Không đầy đủ thì tôi không dám kết luận cái gì hết. Ở đây người ta phát biểu nếu thì, trong cái lưu ý số 1, nếu nó đầy đủ thì nó có chu trình Hamilton, còn nó không đầy đủ thì tôi không dám kết luận cái gì hết. Chứ không phải không đầy đủ là không có nha. Ở đây do logic mình đề mình đã học rồi trong chương số 1. Nếu có P thì mới có Q.
P kéo theo Q mà có P thì có Q, đó là phương pháp khẳng định hay là phương pháp modus ponens. Còn không có P thì không kết luận được cái gì hết. Có nghĩa là một khi giả thiết trật thì đề bài không có mô tả cái gì hết, nghĩa là tôi thiếu bao nhiêu thì tôi lấy thêm bấy nhiêu. Chứ nó không có mô tả ràng buộc gì hết. P kéo theo Q mà có P thì mới có Q. Có P thì luôn luôn đảm bảo là có cái thằng Q kết quả. Nhưng không có P thì đề bài không có mô tả gì hết. Đây là một cái phát biểu một chiều chứ không phải là khi và chỉ khi. Người ta phát biểu nếu thì, có nghĩa là nếu nó đầy đủ thì nó có chu trình Hamilton. Còn nó không đầy đủ thì không kết luận được cái gì hết. Không đầy đủ thì không kết luận được cái gì hết. Thì bài số 1 này nó không đầy đủ nhưng nó lại có chu trình Hamilton. Bài này không đầy đủ nhưng nó lại có. Có nghĩa là lưu ý số 1 là phát biểu một chiều. Nếu nó đầy đủ thì nó có chu trình Hamilton. Còn không đầy đủ thì có hay không tôi không biết, là tôi không dám khẳng định. Chứ không phải không đầy đủ là không có nha. Phát biểu này là phát biểu một chiều. Nếu nó đầy đủ thì nó có chu trình Hamilton. Còn không đầy đủ thì nó có thể không. Và cái bài này không đầy đủ nhưng nó lại có. Phát biểu này là phát biểu một chiều. Cho G là một cái đồ thị vô hướng liên thông và nó có nhiều hơn một đỉnh. G là một đồ thị đầy đủ thì đảm bảo nó sẽ là có chu trình Hamilton. Còn không đầy đủ thì tôi không dám kết luận được. Bài số 1 nó không đầy đủ nhưng nó lại có chu trình Hamilton. Phát biểu này là phát biểu một chiều. Lưu ý số 2 dành cho đồ thị vô hướng luôn. Lưu ý 1, lưu ý 2 với lưu ý 3 là dành cho đồ thị vô hướng. Chỉ có duy nhất cái lưu ý số 4 là dành cho đồ thị có hướng. Và lưu ý số 2 tôi không khuyến khích dùng, bởi vì lưu ý này nó rất khó để sử dụng. Lưu ý này thông thường áp dụng khi người ta yêu cầu chứng minh đồ thị không có chu trình Hamilton thì mới dùng tới lưu ý số 2. Còn nếu không thì đừng có nên xài. Đừng có nên xài bởi vì lưu ý này rất khó để có thể sử dụng được. Và thường là khi nào đề bài bắt thì mới xài. Còn tôi không khuyến khích là xài nó, bởi vì chứng minh nó rất là phức tạp. Thì ở đây là cho G là một cái đồ thị vô hướng liên thông và có nhiều hơn một đỉnh. Và nếu như trong đồ thị G của mình á, mình phát hiện ra có một nhóm gồm có K đỉnh, sao cho khi mình loại K đỉnh này ra khỏi đồ thị cùng với tất cả những cạnh liên quan tới K đỉnh này do mình chọn đó, K là do mình chọn. Sao cho xóa K đỉnh này ra khỏi đồ thị cùng với tất cả những cạnh liên quan mà số thành phần còn lại của đồ thị mà nó nhiều hơn K. Nhiều hơn có nghĩa là lớn hơn. Số thành phần còn lại của mình nhiều hơn K. Số thành phần còn lại của đồ thị sau khi mình xóa K đỉnh này cùng với những cạnh liên quan tới nó ra khỏi đồ thị mà số thành phần còn lại của đồ thị bự hơn K thì mình sẽ kết luận là đồ thị không có chu trình Hamilton. Còn nó có đường đi Hamilton hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi dám khẳng định là không có chu trình. Và cái lưu ý này chỉ dùng để áp dụng để chứng tỏ là đồ thị không có chu trình Hamilton. Và thường là mình xài nó khi đề bài bắt hoặc là dùng để chứng minh đồ thị không có chu trình Hamilton thì mới nên xài tới nó. Chứ còn thông thường là đừng nên xài. Và tôi gửi cái mẹo là thường là chọn con số K nó có giá trị là bé hơn hay bằng n trên 2. Với n là số đỉnh của đồ thị. Cái mẹo là thông thường chọn K nó càng nhỏ thì mới hy vọng số thành phần còn lại của đồ thị nó vượt được số K. Chứ mình chọn K nó càng lớn, thậm chí chọn hết K bằng n, có nghĩa là xóa n đỉnh của đồ thị là đồ thị còn trụi lũi, là nó không còn đỉnh với cạnh nào hết. Có nghĩa là số thành phần còn lại của đồ thị là bằng 0. Mà 0 thì nó không thể bự hơn n được, cho nên chẳng kết luận được cái gì. Cho nên nếu mà mình chọn K nó càng bự thì mình không kết luận được cái gì hết. Xóa cho nó vui thôi chứ không có kết luận được cái gì. Mục tiêu mình xóa để số thành phần còn lại của đồ thị nó bự hơn K, cho nên là thường chọn K nó nhỏ nhỏ thôi, mới có hy vọng là số thành phần còn lại của đồ thị vượt được con số K. Chứ mình chọn K càng lớn thì số thành phần còn lại của đồ thị nó không nhỏ, nó không lớn hơn K thì không kết luận được gì hết. Nghĩa là số đồ thị, thành phần còn lại của đồ thị mà nếu nó bằng đúng với số K cũng chẳng kết luận được. Sau khi xóa 3 đỉnh mà thành phần còn lại của đồ thị là 3, 3 thành phần cũng không kết luận được cái gì hết. Sau khi xóa vất vả 5 đỉnh của đồ thị mà số thành phần còn lại của đồ thị chỉ có 4 thành phần thì cũng không có kết luận được cái gì hết. Có nghĩa là xóa cho vui vậy chứ không có kết luận được cái gì.
Cái lưu ý này chỉ xài được cũng là phát biểu một chiều, có nghĩa là số thành phần của đồ thị mà nó bự hơn ca thì mới kết luận là không có chu trình Hamilton. Còn nếu mà nó bằng ca hoặc là nó số thành phần còn lại của đồ thị mà nó nhỏ hơn ca thì chẳng kết luận được cái gì hết. Và cái mẹo là thường chọn là ca có giá trị bé hơn hay bằng n trên 2. Đây là cái gợi ý của tôi. Còn lớp mình mà có muốn chọn bự hơn thì cũng được, nhưng mà thường chọn bự hơn thì chẳng kết luận được cái gì. Có nghĩa là số thành phần còn lại của đồ thị mà nếu như mà nó bự hơn ca, nó lớn hơn n chia 2 thì không có hy vọng gì là số thành phần còn lại của đồ thị mà nó vượt được số ca hết. Đây là cái mẹo tôi mách cho lớp mình để chọn số ca cho nó dễ. Chọn ca mà càng lớn thì càng ít có hy vọng để số thành phần còn lại của đồ thị nó vượt được số ca. Mình cho xóa sạch n đỉnh của đồ thị cũng được. Thì lúc đó đồ thị nó trụi lũi, nó không còn gì hết, không còn đỉnh và không còn cạnh nào hết. Có nghĩa là đồ thị còn lại không thành phần, chẳng kết luận được cái gì. Xóa cho vui vậy chứ không có được tác dụng gì hết. Thì ở đây là, và hy vọng là số thành phần còn lại của đồ thị mới vượt được số ca. Và cái mẹo khác là nên chọn những đỉnh có bậc cao nhất để mình xóa. Đó là những cái mẹo, những cái mánh khóe, những cái trick để tôi gửi cho để cái gợi ý của tôi là cho mình tìm kiếm ra những cái thành phần của đồ thị thì mới có hy vọng được. Nên chọn những đỉnh có bậc cao để mình xóa. Còn mình muốn chọn đỉnh bậc thấp mình xóa cũng chẳng ai cấm. Nhưng mà thông thường chọn những đỉnh bậc thấp thì ít có hy vọng để tách ra được những cái thành phần rời nhau. Thành phần rời nhau của đồ thị nó đếm là các thành phần của đồ thị đó. Các thành phần của đồ thị mình sẽ hiểu theo cái nghĩa này. Thứ nhất là các cạnh nó rời nhau, tách biệt nhau, không có cái thành phần nào, không có cái điểm nào chung hết. Thứ hai là các đỉnh cô lập thì người ta cũng coi nó là một thành phần của đồ thị, và có nhiều cạnh mà nó có chung một đỉnh thì người ta coi nó là một thành phần. Ví dụ cái đồ thị minh họa như thế này thì đồ thị này người ta gọi là có ba thành phần, có nghĩa là các cạnh AD, DB, DE với DF nó dính chung tại đỉnh D thì người ta gọi là một thành phần, chứ không phải bốn cạnh này gọi là bốn thành phần đâu. Bốn cạnh này nó dính chung tại đỉnh D thì người ta gọi đó là một thành phần. Cạnh CG nó tách ra thành một cạnh riêng thì người ta coi là một thành phần. Cái đỉnh H nó nằm lẻ loi một mình người ta cũng coi nó là một thành phần. Như vậy đồ thị lúc này sẽ có ba thành phần. Bốn cạnh đầu tiên nó nhập chung tại đỉnh D thì người ta coi đó là một thành phần. Cạnh CG tách bờ rời ra là một thành phần. Đỉnh cô lập là một thành phần. Cho nên đồ thị lúc này là ba thành phần. Cho nên mình cố gắng xóa những cái đỉnh ở bậc cao thì mới có hy vọng là tách được những cạnh rời nhau hoặc là tách ra thành những đỉnh cô lập để đếm cái số thành phần còn lại của đồ thị nó vượt số ca. Chứ mình mà chọn những đỉnh bậc thấp xóa thì nó ít có hy vọng lắm. Ở đây đây là đồ thị sẽ có ba thành phần. Đây là tôi nghĩ là đây là cái đồ thị nó sẽ có ba thành phần. Đây là đồ thị có ba thành phần. Đây là đồ thị. Đây là đồ thị sẽ có ba thành phần. Đây là đồ thị là có ba thành phần. Còn cái dạng đồ thị ở đây là đồ thị có một thành phần. Có nghĩa là 10 cạnh này nó liền với nhau tạo thành một khối. Ví dụ tạo thành cái khối hình ngôi sao này. Chứ người ta không gọi là có 10 thành phần. Mà đồ thị lúc này là chỉ có một thành phần. Là các cạnh này nó gắn liền tạo thành một khối thì người ta gọi là có một thành phần ta. Đó, mình phải hiểu thành phần của đồ thị là như vậy. Nó liên kết tạo thành một cái khối như thế này. Thì người ta gọi là đồ thị có một thành phần. Rồi, ở đây tôi trình bày cái ví dụ mẫu. Xét G là một cái đồ thị nó có biểu đồ sao. Đồ thị này nó có 10 đỉnh và trong đó nó có 3 đỉnh của cái hình tam giác đều bự nhất là A, D với E là những đỉnh bậc 3. Đỉnh Y, G với đỉnh G cũng là đỉnh bậc 3. Đỉnh H cũng là đỉnh bậc 3. Có 3 đỉnh mà bậc cao nhất.
Ở đây có 3 đỉnh, có bậc cao nhất là đỉnh B, đỉnh C với đỉnh F, đó là đỉnh bậc 7. Có nghĩa là nó có đỉnh B, đỉnh C với đỉnh F là đỉnh bậc 7, là đỉnh có bậc cao nhất. Và ở đây đầu tiên là tôi sẽ chọn 3 đỉnh đã xóa, 3 đỉnh mà tôi cần xóa ra khỏi đồ thị, đó chính là những đỉnh bậc 7. Cái lý do tôi chọn nó bởi vì nó là đỉnh có bậc cao nhất. Và chọn số 3 nó cũng phù hợp bởi vì đồ thị này có 10 đỉnh thì n chia 2 sẽ bằng 5. Và tôi chọn số 3 là nó nhỏ hơn 5 cho nên là phù hợp với khuyến cáo. Và lý do tôi chọn 3 đỉnh BCF là bởi vì nó có đỉnh bậc cao nhất là đỉnh bậc 7. Và tôi chọn số 3 nó cũng nhỏ hơn n trên 2 cho nên nó phù hợp với khuyến cáo. Có người hỏi em chọn 3 đỉnh ABC được không? Thì tôi trả lời là được, không ai cấm mình hết. Chọn ABC xong, quan trọng là sau khi xóa thì đồ thị nó còn lại được mấy thành phần để có thể kết luận được hay không. Chứ mình chọn đại, mình chưa có kinh nghiệm thì mình cứ chọn đại. Mình chọn đại, chọn xong mà không kết luận được cái gì hết thì tôi cũng xóa cho vui vậy chứ không khẳng định được. Ví dụ đây tôi chọn một đỉnh cho nó gọn, ví dụ tôi chọn đỉnh G. Chọn đại là chọn vu vơ, ví dụ đỉnh G là đỉnh bậc 3. Tôi xóa đỉnh G cùng với ba cạnh dính líu từ đỉnh G là cái cạnh AG, CG với cạnh BG. Xóa nó ra khỏi cái đồ thị này thì đồ thị còn lại chỉ có một thành phần. À, bây giờ tôi xóa đỉnh G cùng với ba cạnh dính líu tới đỉnh G ra khỏi đồ thị này. Thì giống như mình lấy bút xóa mình tẩy tẩy cái đỉnh G với ba cạnh dính líu tới nó thì đồ thị còn lại tạo thành một cái khối. Người ta gọi đây là một thành phần. Và một thành phần nó bằng đúng y chang với số đỉnh đã xóa thì tôi chẳng kết luận được cái gì hết. Cho nên chọn đỉnh G tôi không đưa ra được cái kết luận gì. Thì lúc đó phải chọn lại đỉnh khác. Nếu tôi chọn đỉnh A tôi xóa cùng với ba cạnh dính líu tới đỉnh A thì đồ thị còn lại cũng chỉ có một thành phần bởi vì nó tạo thành một cái khối thống nhất thì không kết luận được cái gì hết. Không kết luận được cái gì thì tôi xóa nó cũng không có tác dụng. Cho nên tôi không chọn một đỉnh là như vậy. Ở đây thầy chọn ba đỉnh BCF, thầy xóa bởi vì có là ba đỉnh, có là đỉnh bậc 7 là bậc cao nhất của tất cả các bậc trong 10 đỉnh của đồ thị này. Cùng với những cạnh liên quan thì như vậy, thứ nhất là cái cạnh AG nó sẽ còn. Xóa đỉnh BCG cùng với những cạnh dính líu tới BCG ra khỏi đồ thị, như vậy cạnh AG nó còn sót lại. À, như vậy cạnh đồ thị lúc này sẽ còn lại là cái cạnh AG nó sẽ còn dính lại này. Cái cạnh AG nó còn dính lại. Cái đỉnh H nó cũng sẽ nằm lẻ loi ở chính giữa, người ta gọi là đỉnh cô lập. Có nghĩa là cái đỉnh H này là một cái đỉnh sẽ nằm lẻ loi một mình ở ngay chính giữa của cái hình. Và cái đỉnh BC với F tôi xóa sạch rồi, cùng với những cạnh dính líu tới BCF. Như vậy cái đỉnh H nằm chính giữa thì nó vẫn phải tồn tại, không xóa đỉnh H. Tôi chỉ xóa BC với G, như vậy đỉnh H nó còn nằm lẻ loi một mình và ba cạnh dính líu tới đỉnh H đều có liên quan tới BCG. Dính líu tới BCG cho nên là cái đỉnh H trở thành đỉnh cô lập. Như vậy cái cạnh DI nó vẫn phải còn lại, cái cạnh DI vẫn còn và cái cạnh EG nó vẫn còn sót lại. Bởi vì tôi xóa là BCF thôi, như vậy cạnh DI nó vẫn còn và cạnh GE nó vẫn còn. Và đầu Thì tiên lúc này là còn lại bốn thành phần. Đó, sau khi tôi xóa ba cái đỉnh B, BCVF ra khỏi đồ thị cùng với những cạnh liên quan thì đồ thị lúc này còn lại ba cạnh tách rời nhau là AG, DI với GE, và nó có một cái đỉnh H là đỉnh cô lập nằm lẻ loi chính giữa thì tôi gọi đồ thị lúc này là có bốn thành phần, nghĩa là gồm có ba cạnh rời nhau là AG, DI với GE với một đỉnh cô lập. Đó, cho nên đồ thị còn lại bốn thành phần là nó vượt số đỉnh đã xóa. Số đỉnh đã xóa là con số 3, cho nên số 4 đã vượt số 3 thì tôi kết luận là đồ thị này không có chu trình Hamilton. Nó có đường đi hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi dám khẳng định là không có chu trình. Có nghĩa là đồ thị sau khi tôi xóa ba đỉnh ra cùng với những cạnh liên quan, đồ thị lúc này còn lại tới bốn thành phần là nó vượt số 3, cho nên tôi kết luận là đồ thị này không có chu trình Hamilton. Đồ thị này là đảm bảo không có chu trình Hamilton. Còn nó có đường đi hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi khẳng định là không có chu trình.
Còn nếu như mà mình xóa, ví dụ xóa ba cái đỉnh, nếu như mình xóa ba cái đỉnh ABC ra khỏi đồ thị cùng với những cạnh dính líu tới ABC ra khỏi đồ thị, thì thứ nhất là cái đỉnh G nó sẽ còn sót lại. Bởi vì tôi xóa là xóa đỉnh ABC thôi nha. Nếu ở đây thầy xóa đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C cùng với tất cả những cạnh liên quan tới đỉnh ABC này ra khỏi đồ thị cùng với những cạnh dính líu tới 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 ba đỉnh ABC này ra khỏi đồ thị, thì thứ nhất nó sẽ hình thành nên đỉnh cô lập là đỉnh G. Bởi vì đỉnh G đều dính líu tới ABC cho nên đỉnh G sẽ nằm lẻ loi một mình, nó trở thành một thành phần của đồ thị. Và các cạnh còn lại đó là cạnh DI còn này, cạnh IF còn này, cái cạnh DF cũng còn, cạnh FH nó cũng còn, cái cạnh FI, FG nó cũng còn, và cạnh GE nó cũng còn, cạnh FE cũng còn. Như vậy đồ thị lúc này sẽ còn lại hai thành phần. Các cạnh đều có dính líu tới 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 cái đỉnh F. Như vậy cái đỉnh G trở thành một đỉnh cô lập. Xóa ba đỉnh ABC ra khỏi đồ thị thì đỉnh G nó trở thành đỉnh cô lập, và các đỉnh còn lại phải giữ nguyên. Bởi vì tôi xóa có ba đỉnh thôi mà. Và dính líu những cạnh dính líu tới ba đỉnh ABC thì nó sẽ còn hình thành nên một đỉnh cô lập là đỉnh G. Và các cạnh còn lại là DI, DF, IF, FH, rồi FG, GE và cạnh FE nó tạo thành một khối nữa. Như vậy đồ thị lúc này là tạo thành hai khối, tạo thành hai thành phần. Một thành phần là gồm một loạt cạnh nó dính chùm với nhau tại đỉnh F, và một thành phần còn lại là đỉnh G trở thành đỉnh cô lập. Như vậy đồ thị còn lại hai thành phần, nó nhỏ hơn con số 3 là số đỉnh đã xóa, thì không kết luận được. Nếu tôi chọn ba đỉnh ABC tôi chẳng kết luận được cái gì. Có nghĩa là mình chọn không khéo thì không kết luận được. Cho nên bài này là nên chọn những đỉnh có bậc cao là như vậy, mới có hy vọng tách được thành đỉnh cô lập. Bài này xóa ba đỉnh ABC thì đồ thị còn lại có hai thành phần, chẳng kết luận được. Bởi vì số 2 nó nhỏ hơn số 3 cho nên không khẳng định được cái gì hết. Do vậy là mình chọn như thế nào sao cho số thành phần còn lại của đồ thị phải vượt cái số đỉnh đã xóa thì mới kết luận được là nó không có chu trình Hamilton. Cho nên lưu ý này nó hơi khó là như vậy. Và tôi khuyến khích là không nên xài, và chỉ xài nó khi nào để chứng minh đồ thị không có chu trình Hamilton thì mới xài. Cái lưu ý tiếp theo là định lý Dirac. Đây là Dirac chứ không phải là Irac. Định lý này là định lý Dirac, là dành cho đồ thị vô hướng luôn. Và cái định lý conic là cái định lý thứ tư, là cái lưu ý số 4 là định lý conic là dành cho đồ thị có hướng. Còn lại là ba cái lưu ý 1 2 3 là dành cho đồ thị vô hướng. Và phát biểu này cũng là phát biểu nếu thì, phát biểu liên quan đến Hamilton ở đây là những phát biểu nếu thì, có nghĩa là chỉ có tính một chiều, đi theo chiều ngược lại thì nó không có. Có nghĩa là đối với Euler là khi và chỉ khi là phát biểu hai chiều, cho nên nó mạnh hơn so với cái cách liên quan đến cái Hamilton này. Còn liên quan đến Hamilton là phát biểu của chỉ có một chiều. Nó thỏa thì tôi kết luận được có cái kết luận, còn nó không thỏa thì tôi không kết luận được cái gì hết. Có thể có, cũng có thể là không. Đồ thị G là một cái đồ thị vô hướng liên thông và có nhiều hơn một đỉnh. Nếu như trong cái đồ thị G, nếu mọi đỉnh trong cái đồ thị G đều có bậc lớn hơn hay bằng n chia 2, n là số đỉnh của đồ thị, n chia 2 là một nửa số đỉnh của đồ thị. Nếu như mọi đỉnh của đồ thị đều có bậc lớn hơn hay bằng n chia 2 thì đảm bảo đồ thị G của mình sẽ có chu trình Hamilton. Còn nếu mà có một đỉnh nào đó có bậc nhỏ hơn n trên 2 thì tôi không dám kết luận được. Tôi không dám kết luận được. Và thậm chí tất cả các đỉnh đều có bậc nhỏ hơn n trên 2 thì cũng có thể có chu trình Hamilton nữa. Do vậy tôi không dám kết luận được. Định lý Dirac chỉ phát biểu một chiều. Nếu như mọi đỉnh đều có bậc lớn hơn hay bằng n trên 2 á thì tôi dám khẳng định nó có chu trình. Nhưng mà có đồ thị mọi đỉnh đều có bậc nhỏ hơn n trên 2 luôn. Nhưng mà nó cũng lại có chu trình Hamilton. Phát biểu này nó ngặt cái là phát biểu chỉ có tính một chiều. Cho nên có P thì có Q, còn không có P thì có Q hay không tôi không biết, cho nên tôi không dám khẳng định được. Có đồ thị nó có đồ thị nó không có. Tìm được thì tôi nói nó có. Còn tìm không được thì tôi hỏi người khác để người khác tư vấn cho tôi, để tôi ra kết quả. Cái phần này là phát biểu nó yếu hơn so với Euler, là nếu như mọi đỉnh đều có bậc lớn hơn hay bằng n trên 2 tôi dám khẳng định là nó luôn có chu trình Hamilton. Còn đồ thị mà nó có đỉnh nào đó có bậc nhỏ hơn n trên 2 thì tôi không dám kết luận cái gì hết.
có đô thị có đô thị không, có đô thị có đô thị không có. À, cho nên tùy cái đô thị người ta cho, thì tôi tìm được thì tôi nói nó có, tôi tìm được thì tôi hỏi người khác, à, và tìm thấy thì tôi nói nó có. Còn còn thì không phải, nếu tìm không thấy á, à, thì mình không dám kết luận được nha. Tìm chưa thấy thì không dám kết luận được. Nếu muốn khẳng định nó không có chu trình Hamilton á, thì phải xài tới lưu ý số 2 giùm cho tôi. Xài tới lưu ý số 2 mà xài được thì mới dám khẳng định nó không có chu trình Hamilton. Còn mà không phải tìm không ra mà kết luận nó không có là không chấp nhận. Tìm chưa ra kết luận nó không có là không chấp nhận. Muốn khẳng định nó không có thì phải sử dụng tới lưu ý số 2 để khẳng định. Còn tìm không được thì cố gắng hỏi người khác để người ta tìm, để người ta hỗ trợ cho mình làm. À, cho nên đa phần là nó có, và tôi tìm được thì tôi nói nó có, chứ nó không thỏa cái lưu ý nào hết. À, ví dụ đây nè, à, bài ví dụ số 2 nè. À, ví dụ số 2. Ví dụ mẫu số 2 nè, à, cái đồ thị này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ví dụ mẫu số 2 này là đồ thị này có 11 đỉnh. À, 11 đỉnh có nghĩa là n sẽ bằng 11. 11 đỉnh có nghĩa là n sẽ bằng 11, và n chia 2 là bằng 5,5. Bởi vì 11 chia 2 là 5,5 chứ không có bằng 5, không có bằng 6 gì hết. 11 chia 2 là 5,5, chứ không có bằng 5 với bằng 6, không có lấy phần nguyên của phép toán n chia 2. N là 11 thì n chia 2 là 5,5. Và bậc của đỉnh A là bậc 3, B là bậc 3, C là đỉnh bậc 3, D là đỉnh bậc 4, E là bậc 4, F là bậc 3, G bậc 3, thằng H là bậc 2, thằng I là bậc 2, thằng G là bậc 3 và K là bậc 3. Nghĩa là mọi đỉnh trong đồ thị này, tất cả các đỉnh đều có bậc nhỏ hơn 5,5 hết. Đỉnh bậc bự nhất của nó là đỉnh D với đỉnh E là đỉnh bậc 4. Thì nó cũng chỉ có bậc 4 thôi. Nó không thể là vượt ngưỡng con số 5,5. N chia 2 là 5,5. Và mọi đỉnh trong đồ thị này đều có bậc nhỏ hơn n trên 2. Mọi đỉnh trong cái đồ thị của bài này là có bậc nhỏ hơn n trên 2, là nhỏ hơn 5,5. Nhưng đồ thị này có chu trình nở lè. À, đồ thị này là có chu trình nở lè. Cũng một cái hình vẽ, một cái biểu đồ minh họa cho cái đồ thị này. Nhưng mà có sách tài liệu của cái giáo trình về lý thuyết đồ thị của một vài sách. À, tôi thấy tôi không dám nói chính xác ra cái tên tài liệu, bởi vì như vậy thì nó cũng không hay cho cái nhóm tác giả. Bởi vì cái tài liệu giáo trình người ta khẳng định hình này không có chu trình Euler là một kết luận trật, cho dù đó là tiến sĩ viết sách của cái hình này cũng trật lắc, bởi vì tôi tìm ra được cái chu trình Hamilton đối với bài này. Người ta khẳng định cái đồ thị này, tôi nhớ một cái giáo trình của nhà xuất bản Đại học Quốc gia, công tác phản biện có vấn đề hay sao đó tôi không biết, nhưng mà người ta nói cái đồ thị này không có chu trình Hamilton là tôi khẳng định một kết luận trật, bởi vì tôi tìm được chu trình Hamilton. Tôi chỉ ra cụ thể cái chu trình Hamilton đối với bài này tôi chỉ ra luôn có chu trình Hamilton. Người ta khẳng định đồ thị này không có chu trình Hamilton là một kết luận sai, cho dù họ là tiến sĩ viết sách này cũng là viết trật, bởi vì cái công tác phản biện có vấn đề. À, công tác phản biện có vấn đề đối với giáo trình, không phải sách nào cũng đúng. À, tôi chỉ ra cái hình vẽ này, nếu lớp mình có thành viên nào trong lớp mình mà tham khảo được cái sách giáo trình về lý thuyết đồ thị bữa trước tôi cung cấp cái tài liệu á, thì mình đọc trong đó thử, thì nó sẽ có cái hình liên quan đến đồ thị này, và người ta khẳng định trật trong cái cuốn giáo trình này. Không phải sách nào nó cũng đúng, sách người ta viết bậy trong đó cũng có nữa. Và tôi chứng minh cho lớp mình thấy, và thậm chí để bài tập này cho lớp mình làm, đó là nó có chu trình Hamilton. Và bài này tôi tìm được thì tôi nói nó có, không ai nói không có là trật lắc, bởi vì tôi chỉ ra cái chu trình Hamilton rõ ràng, không ai cãi tôi được hết. Chu trình, thậm chí tôi tìm ra được nhiều chu trình nữa lần khác. Bài này có nhiều chu trình Hamilton đối với cái đồ thị này. Mọi đỉnh trong đồ thị này đều có bậc nhỏ hơn 5,5 hết, nhưng nó có chu trình Hamilton. Có nghĩa là dùng định lý Dirac chẳng kết luận được cái gì trong cái bài này hết. Dùng lưu ý số 1 cũng phá sản luôn. Lưu ý số 1 đồ thị này là không đầy đủ, cho nên tôi không kết luận được. Cặp đỉnh A với K không có cạnh nối trực tiếp. Cặp đỉnh H với G không có cạnh nối trực tiếp là không đầy đủ. Đồ thị này không đầy đủ, nhưng nó lại có chu trình Hamilton. Bởi vì tôi tìm được có thì tôi nói nó có. Nó không thỏa định lý Dirac, cũng chẳng thỏa lưu ý số 1, nhưng mà nó lại có chu trình Hamilton.
À, bài này kết luận tìm hoài không được, kết luận nó không có chu trình Hamilton là sai bét đối với cái đồ thị này. Đồ thị này có chu trình Hamilton. Tôi dám khẳng định nó có chu trình Hamilton bởi vì tôi tìm được. À, và cái công tác phản biện các tài liệu giáo trình của tiếng Việt nó có vấn đề. À, nó có vấn đề. À, hội đồng có thể gồm những thành viên quen biết gì đó. À, vì dị nể những người nào đó, công tác phản biện có thể gây ra sai sót. À, công tác phản biện rồi in ấn rồi xuất bản sách rầm rộ mà bán ra cái kiến thức hỏng bét trong trong khi cái cuốn tài liệu này viết ra làm cho người đọc có thể hiểu nhầm cái tài liệu. Tôi mới đầu tôi đọc cái tài liệu này tôi cũng rất là ngạc nhiên, tôi thấy nó có vấn đề kỳ kỳ, và sách này viết trật, sách này viết trật cái nội dung này, có cái hình vẽ, có cái biểu đồ minh họa cho cái đồ thị này mà người ta khẳng định không có chu trình Hamilton là hoàn toàn sai. Và tôi chỉ ra cho lớp mình thấy đây là một một cái ví dụ có cái chu trình Hamilton bởi vì tôi tìm được có thì tôi nói nó có, làm sao cãi tôi được. À, còn người ta khẳng định không có là không có cơ sở, không có cơ sở, không thể nào tìm ra một nhóm gồm có ca đỉnh nào mà mình có thể xóa nó ra khỏi đồ thị mà số thành phần còn lại của đồ thị đó vượt ngưỡng số ca được hết. À, cho tôi cho chọn ca từ 1 cho đến tối đa là nào luôn cũng không phát hiện được một nhóm ca đỉnh nào hết, thì không thể sử dụng cái lưu ý số 2 để kết luận nó không có chu trình được. Và đó người ta khẳng định không có chu trình Hamilton là một khẳng định bậy, là khẳng định sai trong cái việc kết luận. Sách viết phản biện cũng có vấn đề, có thể nghi ngờ cái công tác phản biện hoặc do tác giả in ấn ra, có thể do thành viên hội đồng phản biện cũng quen biết vị nãy gì đó, những vị giáo sư tiến sĩ để viết sách này cho nên ký thông qua mà cũng chẳng tìm hiểu về cái đồ thị này có hay không, thậm chí còn không biết người ta viết cái gì trong đó nữa. À, có những cái hiện tượng đó ở trong trong công tác giáo dục. Phản biện có vấn đề, cho nên khẳng định cái đồ thị này không có là sai bét rồi. Cho G là một cái đồ thị vô hướng liên thông và có nhiều hơn một đỉnh. Có nghĩa là đồ thị cái lưu ý Dirac này, định lý Dirac nó chỉ dùng được khi là bậc của mọi đỉnh trong đồ thị lớn hơn hay bằng n chia chia 2 thì mới dám khẳng định nó luôn có. Còn mà có đỉnh nào đó bậc của nó mà nhỏ hơn n chia 2 không kết luận được. Nhưng mà bài ví dụ mẫu số 2 là mọi đỉnh đều có bậc nhỏ hết hơn n chia 2, nó lại có chu trình Hamilton thì cái định lý Dirac chỉ là một phát biểu một chiều. Phát biểu một chiều nó không thỏa cái lưu ý nào trong ba cái lưu ý tôi vừa đề cập, nhưng mà nó lại có chu trình Hamilton đối với cái ví dụ mẫu số 2. Và tôi cho ra để tôi cho thấy rằng cái việc tìm kiếm cái chu trình Hamilton nó thông thường nó rất là linh động và trình bày ngắn gọn chứ không cần phải dựa trên một cái ma trận liên kết giống như cái phần về Euler. Thì cái lưu ý số 4 ở đây là dành cho đồ thị có hướng và chỉ duy nhất cái định lý số 4. Cái lưu ý số 4 này xài cho cái đồ thị có hướng là định lý conic. Chữ O ở đây là hai cái dấu chấm ở trên đầu chữ U. Đây là tên của một tác giả người Nga. Và là chữ U có hai dấu chấm chứ không phải là tôi sáng tạo ra cái ký hiệu tiếng Việt mới đâu. Cái này là tên của tác giả người Nga. Là chữ U người ta có hai cái dấu chấm ở trên đầu. Và hiện tại Nga thì cũng có nhiều nước trên thế giới đang cấm vận về ngoại giao. Bởi vì chiến sự tại Ukraine đang căng thẳng. Người ta dùng sức ép kinh tế để tác động đến Nga, buộc Nga dừng cuộc chiến, nhưng mà Nga vẫn chưa dừng cái cuộc chiến tại Ukraine lại. Có nhiều cái vấn đề liên quan, mình không phải dân chuyên môn cho nên mình không có bình luận sâu về chính trị được. Còn nhưng mà tác động trước mắt là ảnh hưởng đến giá xăng, giá dầu nó đã tăng trong vòng gần 10 ngày qua rồi. Dự kiến là giá xăng sắp tới còn tăng nữa, là có thể có xu hướng giảm, cũng không chừng thì mình chưa 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 báo trước được. Tăng là kỳ rồi lên 2.000 mấy, lên 2.000 mấy lít RON A95, cái loại xăng RON A95 mà loại 4 lên tới hơn 30.000 lần, chứ không phải 29.820 đồng mà nó ra tới 30.000 không trăm 320 đồng, 30.320 đồng một lít đối với RON A95 loại 4 á. Còn RON A95 loại 3 thì nó chưa tới 30.000. RON 95 loại 4 thì nó mắc hơn. À, là do chiến sự tại Ukraine, người ta đổ thừa. À, do giá xăng dầu nhập khẩu với giá thành cao thì phải bán giá cao. Mà sắp tới giá xăng thế giới nó có xu hướng giảm trong
nhiều ngày qua thì không biết sắp tới có giảm không. Đó là một cái lý do để duy trì cái giá ở đỉnh cao, để các công ty xăng dầu luôn than lỗ mà họ cứ kinh doanh hoài lỗ mà không phá sản, không bán cho tập đoàn khác làm, mà cứ mỗi ngày cứ than lỗ lỗ miết, nhưng mà cứ làm hoài, cứ độc quyền hoài, các không có cho, cái làm không được thì nhường cho người khác làm, thì không có chuyện đó, cứ kêu lỗ mà cứ làm hoài. Ở đây là thường là trách nhiệm và thiệt hại là đẩy lên đầu của người tiêu dùng gánh hết. Cho G là một cái đồ thị có hướng liên thông và nó có nhiều hơn một đỉnh. Và nếu như G là một cái đồ thị đầy đủ thì G sẽ có đường đi Hamilton. Cái lưu ý số 4 này là dành cho đồ thị có hướng. Và nếu G là đồ thị đầy đủ. Rồi lớp mình chờ tôi một xíu nha. Để tôi nghe điện thoại cái. Lớp mình chờ tôi 5 phút nha. Chờ tôi 5 phút để tôi đi lấy đồ cái rồi tôi quên lại. Tôi sẽ trình bày tiếp cho lớp mình. Chờ thầy 5 phút rồi thầy sẽ hướng dẫn tiếp cái nội dung về Hamilton này.
uống phục hồi lại đó, uống phục hồi sức khỏe đó. Rồi ở đây mình sẽ đi tiếp. À, có nghĩa là cái lưu ý để ngoài đi con. Định lý conic có nghĩa là đây là cái lưu ý duy nhất dành cho cái đồ thị có hướng. Đồ thị có hướng, nếu như đồ thị có hướng đầy đủ thì nó có đường đi Hamilton. Nếu như đồ thị có hướng mà nó đầy đủ. Nếu đồ thị có hướng đầy đủ thì nó có đường đi Hamilton. Mà đồ thị có hướng được gọi là đầy đủ nếu như đồ thị vô hướng tương ứng của nó là đầy đủ. Có nghĩa là khi đồ thị có hướng của mình á mà nó mất chiều tác dụng, mất tác dụng của mũi tên trên các cạnh thì nó sẽ trở thành đồ thị vô hướng. Và khi đồ thị vô hướng đầy đủ thì đồ thị có hướng người ta gọi là đầy đủ. Một cái đồ thị vô hướng gọi là đầy đủ nếu như mọi cặp đỉnh đều kề với nhau. Có nghĩa là một đỉnh thì luôn có cạnh nối trực tiếp tới tất cả các đỉnh còn lại thì người ta gọi là đồ thị vô hướng đầy đủ. Và khi đồ thị vô hướng đầy đủ thì đồ thị có hướng lúc đó người ta gọi là đầy đủ. Và ở đây là cái lưu ý số 4 là dành cho đồ thị có hướng và nó chỉ dám khẳng định là có đường đi, còn có chu trình thì hay không thì không biết. Đối với đồ thị có hướng nó có hạn chế về cái lưu ý về đó có hạn chế là chỉ biết được là nó có đường đi Hamilton thôi, còn có chu trình hay không thì tôi không dám khẳng định được. Ở đây ví dụ mẫu số 1 mà tôi sẽ chứng minh cho lớp mình thấy là đồ thị này có chu trình Hamilton, mặc dù nó không phải lưu ý 1, có nghĩa là đồ thị này không đầy đủ. Bậc của các đỉnh trong đồ thị này vì dòng ngoài nó đều có là bậc 3 hết. Và đồ thị này có tất cả 9 đỉnh. Đồ thị 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đồ thị này có 9 đỉnh. Như vậy n chia 2 sẽ là 4,5. N chia 2 là 4,5 và tất cả các đỉnh ở dòng ngoài đều có bậc là bằng 3 là nhỏ hơn 4,5. Chỉ riêng có đỉnh E là đỉnh bậc 8 là cái đỉnh ở trong á là đỉnh bậc 8 là nó bự hơn 4,5 thôi. Cho nên sử dụng định lý conic cái định lý Dirac tôi không kết luận được. Định lý Dirac là mọi đỉnh đều có bậc lớn hơn hay bằng 3 thì mới dám khẳng định. Mọi đỉnh đều có bậc lớn hơn hay bằng 3. Mọi đỉnh đều có bậc lớn hơn hay bằng 3. Mọi đỉnh đều có bậc lớn hơn hay bằng 3 thì tôi dám khẳng định là mọi đỉnh đều có bậc lớn hơn hay bằng 3 thì tôi sẽ dám khẳng định là có chu trình Hamilton. Còn đồ thị này không thỏa lưu ý 1 bởi vì nó không đầy đủ. Nó không thỏa định lý Dirac bởi vì bậc của mọi đỉnh không thỏa điều kiện là lớn hơn 4,5. Bởi vì n chia 2 là 4,5 nhưng mà nó lại có chu trình Hamilton. Nó không thỏa lưu ý nào thì tôi không kết luận được từ đầu và tôi phải cố gắng tìm. Tìm thì mình thứ nhất là mình sẽ tìm cái chu trình. Bởi vì chu trình là một đường đi đặc biệt. Có chu trình có nghĩa là có đường đi cho nên mình phải tìm chu trình. Nếu như mình tìm một cái đường đi á thì là mà nó có chu trình là mình tìm chưa tốt. Một cái đường đi đơn giản mình dễ thấy nhất đó là ABC, FED và GHI là đi theo hình zigzag á, đi theo hình chữ Z á. ABC, ABC, FED, GHI là một đường đi. Một cái đường đi khác là tôi đi là ADG, HEB, CFI, nó cũng là một đường đi. Nhưng mà đường đi là một cái con đường là đáp ứng được là đường đi Hamilton đối với bài này. Nhưng mà nó có chu trình thì tôi phải cố gắng tìm chu trình. Và bài này là có chu trình. Bài này là có chu trình. Và cái gợi ý của tôi muốn tìm được chu trình thường là mình phải xuất phát từ những đỉnh có bậc cao nhất. Có nghĩa là từ cái đỉnh đó nó có nhiều cái lối rẽ ra khỏi cái đỉnh và nó cũng có nhiều cơ hội để quay về cái đỉnh bậc cao. Nó có nhiều lối thoát và cũng có nhiều cái cơ hội để quay về cái đỉnh bậc cao. Cho nên là mình
nên chọn những đỉnh bậc cao làm đỉnh xuất phát trong cái quá trình tìm. Nó không thỏa lưu ý nào thì tôi cứ bắt đầu tìm, và tìm đại thì tôi tìm được từ cái lượng nó có, nó không thỏa cái lưu ý nào hết. Thì lúc này á lúc này tôi gọi PH. Lúc này P là liên quan tới chữ path, là đường đi. Tôi không biết nó có hay không, thì đầu tiên tôi gọi đường đi cái đã. Tôi gọi PH. Chữ E là liên quan đến Euler, còn chữ H là liên quan đến Hamilton. Thì đầu tiên tôi sẽ gọi PH là đường đi Hamilton cần tìm. Và thứ nhất là do nó không thỏa lưu ý nào cho nên tôi không dám kết luận từ đầu là nó có hay không có. Bây giờ tôi cứ tìm, tìm được thì tôi kết luận nó có. Và tôi sẽ chọn cái đỉnh có bậc cao làm đỉnh xuất phát. Gọi PH là đường đi Hamilton cần tìm. Và đầu tiên tôi sẽ chọn đỉnh bậc cao nhất, đây là đỉnh đỉnh E. Do nó có là đỉnh bậc 8 là cái mẹo, bởi vì nó có nhiều lối thoát khỏi E và nó cũng có nhiều cơ hội quay về tại E thì mới có hy vọng tìm được chu trình. Chứ mình chọn cái đỉnh bậc thấp thì cũng có thể tìm ra được, nhưng mà nó có ít cái cơ hội để mình tìm kiếm sự thành công, bởi vì nó có ít cái cơ hội để quay về cái đỉnh đó. Còn cái đỉnh bậc cao thì nó có nhiều lựa chọn cho mình xử lý. Tôi chọn cái đỉnh E làm đỉnh xuất phát. Lý do là E là đỉnh có bậc cao nhất trong tất cả các bậc của những đỉnh trong cái đồ thị này, là đỉnh bậc 8. Thì tôi nghĩ cái mẹo này á là mình nên chọn, là cái lý do là như vậy. Còn trong bài làm của mình á thì mình chỉ cần trình bày ngắn gọn, gọi PH là đường đi Hamilton, rồi sau đó mình chọn cái đỉnh nào là đỉnh xuất phát, khỏi nêu lý do cũng được. Lý do là do bạn cái bên chọn thì em chọn theo cũng được. Do bạn gì đó chọn thì em bắt chước chọn theo. Người ta nói là yêu không cần lý do mà. Cho nên thông thường là mình chọn đại cũng không ai bắt bẻ được. Chọn mình chọn đại, mình thích thì mình chọn. Chọn đỉnh D làm đỉnh xuất phát cũng được. Cho nên mình chọn đại một đỉnh làm đỉnh xuất phát. Và thông thường cái mẹo tôi mách cho lớp mình đó là do nó thì là đỉnh có bậc cao nhất, cho nên tôi chọn E. Thì như vậy đầu tiên là tôi đưa đỉnh E vô PH, có nghĩa là PH đầu tiên nó chứa được đỉnh E. Nó chứa được đỉnh E, và ở đây tôi sẽ xóa cái cạnh này để tôi trình bày lại. Này xóa đỉnh, tôi chọn đỉnh E. Dù đây các cạnh này tôi cũng minh họa là cứ lần lượt tôi ráp các cạnh nó vô trong quá trình xây dựng, thì tôi hình thành nên được cái chu trình này, chứ cũng chẳng có cái gì cao siêu hết. Bắt đầu là tôi sẽ xuất phát tại đỉnh E này. Đây tôi xóa cái này tôi viết lại. Đầu tiên là lý do là do cái đỉnh E là đỉnh có bậc cao nhất, thì đầu tiên tôi sẽ đưa đưa đỉnh E vô. Và lúc này nó có 8 nhánh để thoát khỏi cái đỉnh E lận, bởi vì nó là đỉnh bậc 8. Cho nên tôi sẽ chọn một cái cạnh để tôi thoát khỏi đỉnh E. Là từ E nó chui tới A, tới B, tới C, tới F, tới I, tới H, tới G gì cũng được. Nó có 8 nhánh rẽ. Và tôi chọn, không phải lúc nào E nó cũng đi tới A. Ví dụ đây tôi chọn E nó đi tới, ví dụ E nó có thể đi tới đỉnh C trước. Ví dụ đây E nó đi tới đỉnh C, thì tôi sẽ nối cái cạnh E tới C lại. Đây thì minh họa, mỗi lần nối là tôi sẽ nối một cái cạnh. Nó một cái cạnh minh họa trực quan trên cái hình vẽ luôn. Và sau khi mình chạy xong cái bước làm này, mình có luôn một cái hình minh họa cho cái đường đi Hamilton luôn, chứ không cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi nói được thì tôi minh họa bằng hình vẽ được thì người ta sẽ tin. Chứ nói không người ta không tin. Là do em nằm mơ em thấy cái chu trình Hamilton thì nó kết luận nó có, thì cũng không ai tin. Cộng đồng mạng cũng không ai tin, sái cổ mình. Là do mình nằm mơ hay nằm chiêm bao mình thấy nó có chu trình Hamilton thì người ta tin. Nói phải có lý do, phải có bằng chứng và có lý lẽ rõ ràng người ta mới tin. Nói có sách mách có chứng, tôi nói nó có chu trình thì tôi minh họa bằng cái hình đi kèm để cho người ta tin, chứ không phải là do em nằm mơ em thấy nó có chu trình Hamilton thì người ta tin đâu. Bây giờ cộng đồng mạng khắt khe lắm, chứ không có ai dễ tin, không có ai dễ tin người, thậm chí người ta còn bắt sao kê nữa mà. Bắt sao kê ra để người ta mới tin được. Là EC, EC đây là một cái cạnh nối từ trực tiếp từ E đến C, có nghĩa là một lối thoát khỏi đỉnh E. Bây giờ tại C thì tôi có tới hai cái nhánh rẽ để tôi thoát, có nghĩa là từ C nó chạy đến B hoặc từ C nó chạy đến F. Thì cái này là do mình chọn, ví dụ đây tôi cho chạy từ C nó ngược về B. Có mỗi lần trình bày tôi trình bày theo một cái hướng khác thì nó ra một cái chu trình Hamilton khác. Là từ C nó đi từ F thì cứ chọn C đi từ F thoải mái. Ví dụ đây từ C tôi thích
không chọn chạy từ C đến F thì tôi thích chọn từ C đến B. Đây là quyền của tôi mà, à, cho nên tôi muốn chọn từ C thì nó có hai nhánh rẽ, một là nó chạy đến B, thứ hai là nó chạy đến F. Thì ở chỗ này là tôi sẽ cho chạy từ C đến B. Đó, thì đây tôi ghi từ C đến B. Mà từ B nó không quay về E được. Từ B đến đây là nó chỉ có hai khả năng là nó chạy tiếp tiếp đến A. À, từ B này nó chỉ chạy tiếp đến A trong cái hình góc này. Từ B nó chỉ chạy tiếp đến A hoặc là nó rẽ xuống E. Hoặc là nó rẽ xuống E, nhưng ở đây B không rẽ nhánh xuống E được, bởi vì nếu rẽ nhánh xuống E nó đóng thành một cái chu trình con và vi phạm cái quy tắc xây dựng chu trình Hamilton. Nó không có chứa chu trình con nào bên trong hết. À, do vậy ở đây bắt buộc là nó phải chạy tiếp tới A. Nó không còn cách nào nó đi từ B vì B không quay về E được. Cho nên từ đây tôi chỉ có một cách là từ B tôi chạy tiếp đến A. À, chạy tiếp đến A, xây dựng phải xây từng bước để cho người ta tin. À, theo 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 mình làm A nó cũng không quay về E được, nó đóng thành cái vòng khép kín là không hợp lý do chu trình Hamilton nó không chứa chu trình con nào bên trong. Rồi A chỉ có một con đường là nó chạy xuống D thôi chứ không còn lối nào khác nữa hết. A lúc này chỉ còn một cái lối thoát là nó chạy từ A xuống D. À, tôi nói xong tôi phải minh họa theo từng bước cho lớp mình dễ hiểu. À, và khi làm bài kiểm tra, khi làm bài 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 thi á, à, thì mình cũng làm những cái chỗ tôi đánh dấu mốc á, là cái cần cái nội dung cần trình bày trong cái bài làm của bài thi. À, gọi PH là đường đi Hamilton, rồi mình sẽ chọn một đỉnh làm điểm xuất phát rồi đưa đỉnh đó vô trong cái đường đi. À, trong đường đi đầu tiên tôi gọi đường đi cái đã, chưa biết có chu trình hay không. À, tôi gọi đường đi. À, thì tôi tìm được đường đi thì tôi nói nó có đường đi mà cũng không ai cãi được, bởi vì tôi minh họa bằng cái hình vẽ. À, và tôi chỉ ra cái con đường cụ thể tôi đi như thế này, còn không tin thì đi theo thì sẽ ra được. Và từ D đây tôi quanh về E thì tôi cũng không có quanh được, bởi vì nó đóng thành cái vòng khép kín, cho nên D chỉ còn một cái nhánh là nó chạy tiếp tới đỉnh G, nó chỉ còn một lối thoát khỏi D đó là nó chạy tiếp tới G. À, lúc này là D nó chạy tới đỉnh G, D nó chạy tới G. Rồi từ G ở đây á, thì nó cũng không quay về E được, bởi vì nó tạo thành cái vòng khép kín. Thì G D chạy tới G, G chạy tới đỉnh H. Này G chạy tới H, nó chỉ còn con đường là G chạy tới H. G quay về E thì nó đóng thành cái vòng kính là vi phạm cái chu trình Hamilton. Rồi G tại đỉnh H nó cũng không quay về E được, bởi vì nó đóng thành cái vòng khép kín thì nó tạo thành chu trình con là vi phạm. Cho nên H nó chỉ chạy tiếp tới đỉnh Y. Ở đây H là nó chạy tiếp tới đỉnh Y. À, H là nó chạy tiếp tới đỉnh Y. H chạy tới đỉnh Y. Y nó cũng không không quay về E. Y nó không quay về E bởi vì nó đóng thành cái vòng khép kín. Đi Y nó chỉ chạy tới F. Y nó chỉ chạy tới F. À. Y nó chỉ chạy tới F. À. Từ Y nó không quay về E mà Y nó phải chạy tới F. Này. Y nó phải chạy tới đỉnh F. À. Và lúc này mình thấy đây chính là một đường đi Hamilton này. Y nó phải chạy đến F và trên cái đường đi này nó chứa hết 9 đỉnh của đồ thị này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và đây nó là một con đường Hamilton. Đây là một đường đi Hamilton. Bởi vì con đường này nó đi qua hết 9 đỉnh của đồ thị và mỗi đỉnh đi qua đúng một lần. À, mình dừng lại ở đây. Và nó dừng lại ở đây bởi vì nó chứa hết 9 đỉnh. À, rồi sau đó mình sẽ lập luận tiếp. À, ở đây mình sẽ lập luận tiếp. À, ở đây nó có chứa hết 9 đỉnh của đồ thị. Do vậy ở đây mình sẽ lập luận ta thấy lúc này lại là có cái cạnh nối trực tiếp giữa cái đỉnh F, à, giữa cái đỉnh F với đỉnh E. À, trực tiếp giữa cái đỉnh cuối của đường đi này là đỉnh F với đỉnh E. Cho nên mình sẽ đóng nối trực tiếp giữa F với E lại. À, thì không phải là đi qua E hai lần mà lúc này là nó nối trực tiếp giữa cái đỉnh cuối với cái đỉnh bắt đầu, cho nên nó sẽ tạo thành một một chu trình khép kín. À,
ở đây tạo thành một chu trình Hamilton. À, đây tạo thành một chu trình khép kín bởi vì nó có một cái cạnh nối trực tiếp ở giữa cái đỉnh cuối cùng của đường đi với cái đỉnh bắt đầu. Và nãy mình thấy do E nó có 8 lối thoát, cho nên nó cũng có nhiều cái cơ hội để quay về tại E. Và đây là lý do vì sao mình phải chọn đỉnh bậc cao là đỉnh xuất phát mới có hy vọng đóng thành một cái đường khép kín được. Và rõ ràng F với E nó tạo thành một cái đường khép kín, cho nên mình có cái chu trình Hamilton. Ở đây mình đổi cái chữ P nó thành chữ C. Đổi cái chữ P thành chữ C. Và có nhiều đáp số khác nhau. Có nhiều đáp số khác nhau để mình có thể hình thành nên một cái chu trình Hamilton đối với cái dạng bài toán này. Có nhiều chu trình Hamilton khác nhau. Và F ở đây mình sẽ ký hiệu là FE nữa, là nó sẽ kết thúc được cái đóng thành một cái vòng khép kín. Như vậy E bắt đầu thì E sẽ là đỉnh kết thúc. Đây là mình sẽ copy cái đó lại. Đây, tôi sẽ thay chữ P nó bằng chữ C. Có nghĩa là nó tạo thành một cái vòng khép kín thì tôi gọi là chữ C. F và đây F nó quay về E. Cho nên mình có một cái chu trình Hamilton bài này. Và rõ ràng tôi minh họa đây chính là một chu trình Hamilton. Không ai cãi tôi được hết, bởi vì tôi có cái hình vẽ minh họa trực quan. Và tôi liệt kê ra nó đi theo các cạnh này. Theo thứ tự các cạnh này thì đảm bảo sẽ tạo thành một cái chu trình khép kín và mỗi đỉnh chỉ đi qua đúng một lần. Cho nên tôi gọi đây là chu trình Hamilton. Đó. Và bài này nó là chu trình Hamilton. Bài ví dụ mẫu số 2, tôi sẽ để dành cho lớp mình làm. Bài ví dụ mẫu số 2, đây lớp mình làm thử suy nghĩ bài số 2 thử. Suy nghĩ bài số 2 thử trong cái hình vẽ này. Người ta hỏi có đường đi hay chu trình hay không. Và bài này tôi gửi nên xuất phát tại D và kết thúc tại E. Hoặc là xuất phát tại E, kết thúc tại D. Đó, có nghĩa là một trong hai đỉnh bậc cao nhất. Mà đây là đỉnh D là đỉnh bậc 4, đỉnh E cũng là đỉnh bậc 4. Thì mình chọn một trong hai đỉnh là đỉnh xuất phát. Thì nó sẽ đóng thành được cái vòng khép kín. Mình xuất phát tại D thì mình ra một cái chu trình Hamilton khác. Mình xuất phát tại E thì mình ra một chu trình Hamilton khác. Và bài này có chu trình Hamilton. Bài này tìm được á. Cho nên tôi để dành thời gian cho lớp mình làm thử nha. Làm rồi khoảng 5-10 phút trình bày ngắn gọn giống như hồi nãy giờ tôi trình bày cho lớp ha. Có nghe đầu tiên mình gọi PH. Sau đó mình cứ tìm, chọn đại một đỉnh. Và cái lý do là tôi sẽ chọn đỉnh D và đỉnh E làm đỉnh xuất phát trong cái bài ví dụ số 2 này. Bởi vì nó là đỉnh bậc cao nhất, là đỉnh bậc 4 trong cái bài toán này. Nó là đỉnh bậc 4 cho nên tôi chọn nó. Rồi mình từ E thì mình có thể rẽ đến F, hoặc là rẽ qua G, hoặc là chạy lên D cũng được. Đó là tùy mình. Từ E để mình có nhiều cái hướng để xử lý. Tôi nghĩ là mình có thể xuất phát tại D hoặc xuất phát tại E đều có thể cho ra đáp số được hết. Còn nếu mà mình chọn từ B thì nó ít có cơ hội để quay về. Tất nhiên là vẫn tìm được nhưng mà nó rất khó. Lúc đó là tự mình đưa vào mình thấy khó, tự mình đưa mình vào thấy khó chứ. Chứ không có ai bắt mình phải chịu khó. Do vậy mình phải cân nhắc làm sao cho mình dễ làm. Thì ở đây tôi copy cái bài ví dụ mẫu số 1 để lớp mình rút kinh nghiệm. Đây, copy cái bài ví dụ mẫu số 1 để mình biết cái cách trình bày. Hồi lớp mình làm khoảng 50 phút cho tôi cái đáp số của cái bài ví dụ mẫu số 2. Này để tôi để dành cho lớp mình giải để mình tập làm quen với cái cách trình bày đó. Cái này là rõ ràng mình từng trình bày cái Hamilton thì nó không cần phải dựa vào cái biểu đồ. Không cần phải dựa vào cái biểu đồ giống như không cần phải dựa vào biểu đồ giống như cái phần Euler bữa trước là dựa vào ma trận liên kết. Không cần lập cái ma trận liên kết rất là lâu. Này mình cứ tìm thấy nó có thì mình nói nó có. Vậy thôi. Đều rất là đơn giản. Nó không thỏa cái lưu ý nào thì tôi không thể kết luận nó từ đầu. Còn thằng Euler là có thể kết luận được. Euler là có thể kết luận được từ đầu. Nhưng mà thằng Hamilton là không kết luận được từ đầu. Lớp mình làm thử cái này. Khoảng 5-10 phút sau tôi sẽ quay lại xem cái kết quả làm của các anh chị lớp mình để tôi ghi điểm cộng. Cố gắng làm. Lớp mình tôi biết là dư sức làm bởi vì có nhiều bài khó hơn cũng đã làm được. Nhiều bài khó hơn làm bài tập về nhà. Tiểu Phượng cũng có làm rất là nhiều bài và nộp cho tôi rồi.
cho nên lớp mình cũng có nhiều thành viên rất là tích cực để nộp bài, do vậy tôi an tâm với điểm cộng rất là nhiều, cho nên cái phần này dư sức làm. Hamilton này tôi nghĩ là dư sức làm, giải quyết trong vòng một nốt nhạc, tôi biết là dư sức làm. Huy cũng làm bài rất là tốt, Phượng cũng làm bài rất là tốt, lúc mình làm nhiều nhiều quá, rất là nhiều, học hôm 6 buổi lên tới vài chục lần nộp bài rồi. Rất là nhiều người làm siêng năng, làm tích cực, làm điều đó làm cho tôi rất là mừng. Cho nên phần này dư sức, tôi nghĩ là trong vòng một đốt nhạc 1 phút 30 giây là xong cái bài này. Làm rất là nhanh và sẽ cho tôi coi kết quả lên, gửi lên trên cung chat để có gì thầy ghi ghi nhận lại. Rồi sau đó mình sẽ đi tiếp cái phần liên quan giữa Ole với Hamilton. Có đồ thị sẽ có chu trình Ole, không có Hamilton. Có đồ thị có Hamilton, không có Ole. Có đồ thị liên quan đến Hamilton mà không có Ole. Có đồ thị có luôn cả hai. Có đồ thị không có luôn cả hai nữa. Có đồ thị không có Ole và cũng không có luôn chu trình Hamilton nữa. Và chút xíu mình sẽ đi vào phần đó nữa. Đây, để tôi cân nhắc cái phần về thuật toán DISA thì trên bài kịp tôi sẽ trình bày thêm cái phần thuật toán DISA cho lớp mình nè. Lớp mình làm đi rồi gửi cái kết quả lên cái khung chat này để thầy xem ghi điểm cộng. Tranh thủ mình giải lao chút luôn, giải lao thư giãn chút.
Rồi, lúc mình đã làm ra được và ở đây tìm ra được là D, A, B, F, E, H, I, J, K, G, C, D. Hợp lý. À, G, C. G, C nhưng mà phải mình kết luận là G, C, D. Có là nó có cạnh nối từ C đến D thì nó tạo thành một chu trình. Và ở đây nếu mà dừng ở C thì nó chỉ tạo thành một cái đường đi, nhưng mà nó có chu trình thì mình kết luận là có chu trình. Bài này là duy quan làm ổn rồi. Quang ghi thêm cái đỉnh đề ở cuối cái đó được nhân Quang. Nguyễn Duy Quang. Hôm nay là ngày 20 tây tháng 3. Làm cái này ổn, làm rất là ổn rồi. Rồi đến Tiểu Phượng làm bài này. Để E đi. À, Phượng đi bằng D, A, B, F, F rồi tới C, cái cục này C, C đến đỉnh Y, nó đâu có cái cạnh C, Y đâu. C đến Y là bài này hình như là không có C đến Y. C đến Y nó không có. Bài này C đến Y nó đâu có cạnh nối trực tiếp, cho nên mình không có đi được từ C đến Y. Mình phải đi theo đúng thứ tự của cái cạnh mà đề bài mô tả. Cho nên chữ C đến Y bài này là nó chưa chưa chặt chẽ cái chỗ này, nên Phường chỉnh lại xíu. Nên chỉnh lại xíu. Có nghĩa là lúc này A D đến A, B xuống F, F đi xuống xuống đỉnh G, F này xuống đỉnh G. F xuống đỉnh G, G lên lên Y. Y cái này mình cân nhắc, ví dụ Y G đi xuống đỉnh G, rồi G qua K, K lên Y, Y chạy đến H, H qua E và E dòng đến G, rồi bọc về D thì được, bọc về D thì được. Chứ cục này Y với G nó không có cạnh nối trực tiếp, cho nên cái chỗ này Phượng điều chỉnh lại xíu giùm thầy. Cái này nó không, do đề bài nó không có cạnh nối giữa Y đến với G, thầy ghi nhận lại một nửa số điểm, bởi vì đi đến đúng đúng được nửa nửa con đường. Bởi vì Y với G nó không có, cái cục này Y với G nó không có cạnh nối trực tiếp. Chịu khó chỉnh nó lại rồi thì sẽ ghi nhận lại cái điểm cộng cho Phường. Cái chỗ này mình điều chỉnh cho nó hợp lý và nó dựa trên các cạnh nó có sẵn trong cái bài toán này. Bài này là A D B E F. F ở đây là không đi thẳng xuống G, mà bài này F là chạy qua E. E bọc xuống H, H rồi Y, Y, G, K. Cái này được, cái chu trình Hamilton này được. Ok, quà này như vậy lập luận gì cũng hợp lý. Như vậy đây cũng là một cái chu trình. Đây Lê Thành Đạt cũng tìm được một cái chu trình. Tìm được cái chu trình này là hợp lý. Như vậy nó có nhiều chu trình. Thay vì chạy thẳng xuống G lại bọc qua E, E đi dòng xuống hồi cũng cũng hình thành một cái chu trình tốt. Đoàn Thanh Huy. Đoàn Thanh Huy ở đây lại đi xuất phát tại tại D, D đi dòng qua C trước. D đi dòng qua C. Nếu đi như thế này thì nó chỉ có đường đi. Đường đi bài này là một cái đường đi, là một cái kết luận đúng nhưng mà chưa đủ, bởi vì có chu trình. Có chu trình thì phải thêm cho bằng được cái chu trình. Bài này nếu mà đi như thế này thì chưa tốt, bởi vì đỉnh D với đỉnh G là đỉnh đầu với đỉnh cuối khác nhau. Nhưng có thành viên đã tìm ra được cái chu trình thì bài này phải chỉ ra được chu trình. Đường đi nó là một con đường là một con đường hợp lý, nhưng mà nó chưa tốt bằng cái chu trình, bởi vì chu trình nó hình thành nên một cái đường đi khép kín. Cho nên đường đi này cũng là một đáp án, nhưng mà đáp án này chưa tốt, đáp án này chưa tối ưu, bởi vì người ta đã tìm được một cái con đường khép kín thì mình cố gắng tìm một cái con đường khép kín. Tôi không nói cái bài này sai, nhưng mà là cái đường đi này chưa chưa hoàn hảo bằng một cái chu trình, bởi vì chu trình là một đường đi khép kín, cho nên thầy cũng ghi nhận lại. Nhưng mà cái đường đi này là chưa hoàn hảo, một cái chu trình là một cái đường đi khép kín, cho nên mình sẽ cố gắng tìm nó để nó hình thành nên được một chu trình. Con đường này đúng chứ không sai, nhưng mà có chu trình thì mình cố gắng chỉ ra cái chu trình. Bên này D qua A. D qua A, A xuống B, B xuống F.
D qua A, A xuống B, D qua A, D lên A, A qua B, B xuống F, rồi F qua E, F qua E, E xuống H, H xuống Y, Y xuống Z, Z bọc qua K, K chạy lên G và G, K chạy qua G và G chạy đến C, G chạy đến C rồi lại có cạnh nối từ C đến D. À, nó có cạnh nối từ C đến D. Như vậy đây cũng là một chu trình hợp lý. Bài này cũng là một chu trình, đây cũng là một đáp án Vũ Nguyễn Hoàng Anh. Được, cái bài này được. Vũ Nguyễn Hoàng Anh. Được á, bài này là chu trình đúng. Chu trình, giờ mình cố gắng tìm một con đường mà nó có cái cạnh nối trực tiếp giữa đỉnh cuối với cái đỉnh đầu, thì nó là một cái chu trình hoàn hảo. Nó là một cái đường đi hoàn hảo hơn một cái đường đi thông thường. Do vậy mình cố gắng tìm. Các thành viên lớp mình đều làm tốt. Mà tìm con đường đi thì nó cũng là một đáp án, nhưng mà đáp án nó chưa hoàn hảo bằng một cái chu trình, cho nên cố gắng tìm cái đường đi khép kín. Tắt đèn đi đỡ nóng. Rồi, ở đây thì gửi cho lớp mình. Nãy giờ là thấy lớp mình làm rất là ổn rồi đó. Tìm chu trình là có thành viên tìm được đường đi. Thì tôi cứ tìm bình thường. Và thay vì nãy đa phần là lớp mình xuất phát tại đỉnh D, bây giờ tôi xuất phát tại đỉnh E. Bây giờ cái bài này là tôi xuất phát tại đỉnh E. Thì tôi sẽ tìm một cái chu trình và minh họa bằng một cái hình vẽ ra đây. Đó, thì đây cũng là một đáp án của bài toán này. Nó có nhiều đáp án lắm. Bài này nãy đa phần là lớp mình đi bằng cạnh BA. Nhưng tôi không đi bằng cạnh BA, mà xuất phát tại E. Rồi sau đó thì đi từ E qua dòng qua F. F rồi chạy lên B. B tôi dòng xuống D. Thay vì B qua A, ở đây tôi không thích đi từ B qua A, mà ở đây thì dòng B xuống D, rồi D bọc lên A. Rồi A nó chạy qua C. Còn nãy nhiều thành viên lớp mình thì đi từ B qua A, rồi từ A xuống D, rồi D dòng qua C. Thì tôi đi bằng một cái con đường khác, thì nó cũng lập được thành một chu trình Hamilton. Thì đây từ A tôi chạy qua C, C chạy thẳng xuống G, G xuống K, K bọc qua G, G qua Y và Y nó quay về H, và sau đó H nó lại quay tiếp về E được. Bởi vì tôi xuất phát tại E thì tôi phải kết thúc tại E. Thì đây cũng là một cái chu trình Hamilton, và rõ ràng bài này nó có chu trình Hamilton. Tôi nói kết luận đồ đệ này có chu trình Hamilton. Còn ai khẳng định không có chu trình Hamilton chắc cú là một khẳng định sai. Bởi vì tôi chứng tỏ và tôi đính kèm một cái hình vẽ minh họa cho chu trình Hamilton. Thì không ai cãi tôi được hết. Thông tin thì dồn vô đây. Thông tin thì dồn cái chu trình tôi chỉ ra. Làm sao không có được, tôi tìm ra sờ sờ trước mắt mà. Mà sao mà cãi tôi được. Cái chu trình tôi tìm ra được thì tôi đảm bảo nó có. Nó có bởi vì tôi tìm được. Thì đây là một cái lý do rất là chặt chẽ và cũng không ai mà bắt bẻ được mình. Tôi tìm được thì tôi nói nó có. Cho nên tôi kết luận là cái chu trình này là cái chu trình Hamilton cần tìm. Ở đây là nó có, bài này có chu trình Hamilton. Lớp mình nãy giờ tìm rất là tốt và cho thấy rằng có nhiều đáp án. Cho nên bài toán này là dạng đáp án mở. Thì ở đây là mình cái cách để dò chu trình Hamilton này. Đây là đầu tiên là tôi sẽ xuất phát tại E, kết thúc tại E. Tôi nhìn vô cái hình thức là tôi biết có chu trình. Và tôi điểm đồ thị này có 11 đỉnh. Như vậy 11 đỉnh nó sẽ xuất hiện trong cái dãy này. 11 đỉnh nó sẽ xuất hiện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 đỉnh. Và do E bắt đầu thì tôi ghi E kết thúc thôi. Cho nên 11 đỉnh là yên tâm là không có đỉnh nào lặp lại lần thứ hai hết. Còn đồ thị có 11 đỉnh mà mình viết lại là cái chu trình mà mình xuất hiện tới 12, 13 thành phần trên đây thì chắc cú có lặp lại rồi. Lúc đó nó không phải là Hamilton nữa. Cho nên kiểm tra cái này rất là dễ. Bài tập tương tự thì mình sẽ sử dụng lại những cái bài tập trong cái phần về Euler. Bài tập về cái đồ thị trong cái phần Euler đó. Nhưng mà mình sẽ tìm kiếm cái đường đi với chu trình Hamilton. Cùng với 5 bài tập của đường đi, mình sẽ sử dụng lại cái bài ví dụ mẫu số 1, ví dụ mẫu số 2 trong cái phần đường đi và chu trình Euler của bữa trước. Cùng với 5 bài tập của phần đường đi và chu trình Euler của cái bữa trước. Hôm trước có 5 cái câu về nhà ABCDE đó. Thì mình sử dụng những cái đồ thị đó.
để mình tìm kiếm cái Hamilton, và để tìm kiếm Hamilton, và nếu có hãy tìm một cái đường đi hay cái chu trình phù hợp. Rồi. Cái câu 2 là vẽ biểu đồ minh họa cho đồ thị vô hướng. Nếu như được trong các trường hợp sau: thứ nhất có Euler, có chu trình Euler và không có chu trình Hamilton. Thì không có mình phải giải thích vì sao nó không có, phải nêu cái lý do, có nghĩa là nó vi phạm cái quy tắc gì mà nó không có được cái chu trình Hamilton. Có nghĩa là thường để chứng tỏ không có chu trình Hamilton thì có nhiều ý. Ví dụ mình sẽ vẽ cái đồ thị mà nó có chu trình Euler và không có chu trình Hamilton. Không có chu trình Hamilton thì mình có thể thứ nhất là vẽ đỉnh treo. Đỉnh treo thì là đỉnh có bậc bán bằng 1 thì nó không có chu trình Hamilton. Hoặc là mình vẽ đỉnh cô lập. Đỉnh cô lập xuất hiện là đỉnh bậc 0 thì nó cũng không có chu trình Hamilton. Hoặc là mình vẽ một cái đồ thị sao cho mình chọn ra một nhóm K đỉnh và sau đó xóa đi cái K đỉnh này cùng với những cạnh liên quan. Mà số thành phần còn lại của đồ thị nó lớn hơn K thì mình kết luận nó không có chu trình Hamilton. Kết luận nó không có chu trình Hamilton. Có chu trình Euler và không có chu trình Hamilton. Và tôi sẽ nêu yêu cầu là giải thích vì sao nó không có, chứ không phải là do em nằm mơ nó không có thì nó không có. Không có phán bừa, làm toán không có phán bừa, phải có căn cứ khoa học đàng hoàng, chứ không phải là nghĩ là nó không có thì nó không có, phải có cơ sở. Và phải thường là vận dụng đến lưu ý số 2 á, là để chứng minh nó không có thì tôi phải chọn ra một nhóm K đỉnh, còn chọn không được thì phải nhờ người khác chọn giùm, để mình chỉ ra được có một nhóm gồm K đỉnh, sao cho xóa K đỉnh này ra khỏi đồ thị cùng với những cạnh liên quan mà số thành phần của đồ thị còn lại là nó bự hơn K. Rồi không có chu trình Euler và có chu trình Hamilton. Không có chu trình Euler và có chu trình Hamilton. Không có chu trình Euler và có Hamilton, phải giải thích vì sao nó không có. Ví dụ có không có chu trình Euler thì nó có thể có đường đi Euler cũng không chừng. Nó có thể có đường đi Euler cũng không chừng. Như vậy có đỉnh bậc lẻ xuất hiện thì chắc cú không có chu trình Euler rồi đó. Có đỉnh bậc lẻ xuất hiện thì không có chu trình Euler. Nó có thể có đường đi hay không thì kệ nó, nhưng mà không có chu trình Euler là có đỉnh bậc lẻ xuất hiện. Có đỉnh bậc lẻ xuất hiện. Rồi không có chu trình Hamilton có nghĩa là ví dụ mình tìm được cái chu trình Hamilton thì mình kết luận nó có, nó không cần nêu lý do. Có thì không cần nêu lý do, còn không có mới cần nêu lý do là vì sao nó không có. Rồi không có luôn cả hai cái, không có chu trình Euler và không có chu trình Hamilton. Tôi nghĩ ví dụ mình vẽ cái đồ thị của mình là chỉ có một đoạn thẳng AB thôi. Một đoạn thẳng AB thì chắc cú là không có chu trình Euler bởi vì có hai đỉnh bậc lẻ. Có đúng hai đỉnh bậc lẻ. Có đỉnh bậc lẻ thì không có chu trình Euler rồi. Và ở đây có đỉnh treo, với đỉnh bậc 1 chính là đỉnh treo. Mà đỉnh treo thì đảm bảo không có chu trình Hamilton. Mình giải thích mình vẽ đoạn AB. Nhưng mà thường vẽ đoạn AB thì nó đơn giản quá thì nó cũng hơi kỳ. Vẽ như vậy đồ thị cho nó sum tụ chút, ba bốn đỉnh cho nó vui vui chút. Đồ thị mà đừng có vẽ quá phức tạp. Vẽ mà suy nghĩ tới đồ thị có chục đỉnh chi cho nó khổ. Vẽ thông thường ba bốn đỉnh, bốn năm đỉnh là vui rồi. Vẽ năm sáu đỉnh là dữ lắm, mà đừng có vẽ một đống đỉnh vô cái chục đỉnh, chút khổ vô thân chứ không có được cái tích sự gì hết. Cho nên mình vẽ đơn giản thôi, vẽ nó có vài đỉnh là được. Có chu trình Euler và có luôn cả chu trình Hamilton. Tôi nghĩ đơn giản nhất là đồ thị có một cái đoạn thẳng AB thôi, chỉ có hai cả hai đỉnh và nó có một cạnh thì đảm bảo không có chu trình Euler bởi vì nó có đỉnh bậc lẻ và không có chu trình Hamilton, lý do là có đỉnh bậc 1 thì nó không có chu trình Hamilton theo cái quy tắc xây dựng cái chu trình Hamilton nãy mình có chu trình Euler và có luôn cả hai, trong hai trường hợp là hai chu trình trùng nhau. Thì hai chu trình trùng nhau đơn giản là mình vẽ cái hình tam giác, mình đặt tên đỉnh là ABC thì rõ ràng chu trình Euler với Hamilton sẽ trùng nhau. Bởi vì mọi đỉnh đều là bậc chẵn, đối với hình tam giác thì mọi đỉnh đều là bậc 2 hết. Có 3 đỉnh và mọi đỉnh đều là bậc 2 cho nên nó là có chu trình Euler là ABCA. Thì chu trình Hamilton cũng ABCA cho nên hai chu trình đó là trùng nhau. Hai chu trình khác nhau. Hai chu trình khác nhau có nghĩa là thứ tự các đỉnh nó trên chu trình nó có thể khác nhau. Chu trình Euler và một cái là cái chu trình Hamilton là nó khác nhau. Ví dụ mình sẽ vẽ một cái đồ thị có luôn cả hai nhưng mà chu trình của nó khác nhau. Chu trình nó khác nhau, ví dụ
mình có thể vẽ một cái hình, một một cái hình vuông, nó xuất hiện hai cái đường chéo với có thêm hai cái cạnh song song vô vô một đoạn nữa, thì nó sẽ lập thành một cái chu trình Hamilton. Hai cái chu trình này khác nhau, có chu trình Euler và có luôn Hamilton. Là ví dụ hai chu trình trùng nhau này, để tôi minh họa. Chu trình Euler là ABCA và chu trình Hamilton cũng là ABCA, hay là ACBA thì nó cũng trùng với ABCA, hai chu trình là trùng nhau. Một cái ví dụ khác này, một cái ví dụ khác, đây là đồ thị cho thấy là đồ thị này sẽ có chu trình Euler mà không có Hamilton này. Chu trình Euler, đây tôi nêu ví dụ, có nghĩa là có chu trình Euler bởi vì tất cả các đỉnh đều là bậc chẵn, mọi đỉnh đây là A, B, E, D đều là bậc 2, đỉnh C là đỉnh bậc 4, thì mọi đỉnh đều là bậc chẵn cho nên nó có chu trình Euler. Ví dụ chu trình Euler, ví dụ Euler ở đây là CAD, ví dụ chu trình Euler là CADC, là CADC BEC, đó là một chu trình Euler. Hoặc chu trình Euler là ACBECDA cũng là một chu trình Euler, có nghĩa là mỗi cạnh đi qua đúng một lần, tôi không có lặp lại cạnh nào hai lần hết. Thì đó là một chu trình Euler, và bài này không có chu trình Hamilton. Không có chu trình Hamilton, cái lý do bởi vì tôi chọn một đỉnh là đỉnh C, là đỉnh có bậc 4, là bậc cao nhất trong cái đồ thị này. Tôi xóa một đỉnh C cùng với bốn cạnh dính líu tới đỉnh C, thì đồ thị sẽ còn lại hai cạnh tách rời nhau, đó là cạnh AD với BE. Nếu như ở đây tôi chọn một đỉnh C, tôi xóa cùng với bốn cạnh liên quan tới đỉnh C, thì tôi sẽ thu được số thành phần còn lại của đồ thị là hai cạnh rời nhau, đó là cạnh AD với cạnh BE. Thì lúc này là số thành phần còn lại của đồ thị là nhiều hơn số đỉnh đã xóa, bởi vì hai là nó bự hơn một, cho nên tôi kết luận đồ thị này không có chu trình Hamilton. Đồ thị này có chu trình Euler bởi vì tôi chỉ ra chu trình Euler là mọi đỉnh đều là bậc chẵn thì nó có chu trình Euler là A, C, B, E, C, D, A. Đó là một chu trình Euler, nhưng nó không có chu trình Hamilton bởi vì tôi chọn một đỉnh C, tôi xóa và dính líu tới bốn cạnh dính líu tới nó ra khỏi đồ thị, thì đồ thị còn lại hai thành phần là hai cạnh tách rời nhau là AD với BE, thì số thành phần còn lại của đồ thị là bự hơn số đỉnh đã xóa, cho nên đồ thị này không có chu trình Hamilton. Cái đó là tôi dùng lưu ý số 2 để tôi chứng tỏ đồ thị này không có chu trình Hamilton đó. Rất là đơn giản. Có chu trình Euler mà không có chu trình Hamilton. Do mọi đỉnh đều có bậc chẵn mà. Và cái lý do tôi chọn đỉnh C bởi vì nó là đỉnh có bậc cao nhất trong cái đồ thị này. Bài toán ở tiếp theo là tôi gửi cho lớp mình, đó là bài toán tìm đường đi ngắn nhất, hên quá kịp thời gian còn tới gần một tiếng đồng hồ nữa để mình trình bày cái phần này, cho nên tôi hy vọng là lớp mình cũng xử lý cái phần này rất là nhanh. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất, và nếu ai có học rồi ở nhập môn mạch số hay là tổ chức và cấu trúc máy tính thì cái thuật toán này cũng có thể đã được tiếp cận là liên quan đến tìm đường đi ngắn nhất, và giải thuật sử dụng là chủ yếu giải thuật Dijkstra, giải thuật Dijkstra. Nếu mà viết code được chương trình này rất là tốt, cực kỳ tốt, bởi vì nó là một trong những cái dạng để kiểm chứng lại bằng cái kỹ thuật IT để giải quyết cho bài toán. Và đi thi tôi cho sử dụng tài liệu, cho nên nếu mà có phần mềm hỗ trợ hoặc là có cái thuật toán để chạy cái thuật toán Dijkstra này, điều đó rất tốt và có thể giúp cho mình điền vô đáp số nhanh và chính xác. Nhưng mà nhớ là phải kiểm chứng cái tính xác thực của thuật toán mình viết, bởi vì nếu mà mình viết chưa ổn thì có thể có thể nhập cái con số vô thì nó chạy ra kết quả không không chính xác, là có thể dẫn đến cái đáp số trật, cho nên phải cố gắng viết cho nó ổn cái thuật toán này ra. Cho G là một cái đồ thị liên thông có trọng số. Có trọng số có nghĩa là lúc này mỗi cạnh nó được gắn một cái con số thực đi kèm, và số thực này là không âm, và người ta xem đó chính là độ dài của cạnh. Trọng số ở đây nó chính là một con số thực không âm và người ta xem là độ dài của cạnh. Trọng số là những số thực không âm và người ta xem nó là chiều dài của cạnh tương ứng. Và bài toán đặt ra lúc này là mình tìm một con đường ngắn nhất để nối giữa hai đỉnh cho trước. Ví dụ tìm con đường đi từ đỉnh A đến đỉnh H, đến đỉnh A đến đỉnh H, sao cho cái quãng đường đi là nhỏ nhất.
hoặc là tìm con đường đi ngắn nhất từ cái đỉnh C đến mọi đỉnh còn lại của đồ thị. Đó, thì ở đây muốn làm được thì mình sẽ quy ước, mình đặt LUV là chiều dài, L là length, là chiều dài của cái con đường nối giữa hai đỉnh U và V. LUV là chiều dài của con đường nối giữa hai đỉnh U với V, theo thứ tự. Thông thường là U bắt đầu, V kết thúc. Đối với đồ thị vô hướng thì U với V cái nào bắt đầu cái nào kết thúc cũng được, nhưng mà thường là đồ thị có hướng á, là phải tuân thủ đúng thứ tự của đỉnh bắt đầu với kết thúc và mình không được đảo. Và cái thuật toán DISA này, thuật toán DISA này là liên quan đến cho áp dụng cho cả đồ thị có hướng và vô hướng đều được hết. Cho nên mình cứ thông thường là tuân thủ đúng thứ tự của đỉnh bắt đầu với kết thúc để giải quyết cho cả cái trường hợp đồ thị có hướng và vô hướng luôn. Nếu như mà UVV là hai đỉnh mà nó có cạnh nối trực tiếp lại thì mình đặt LUV chính là chiều dài của cái cạnh nối liền giữa UVV. Mình là có cạnh nối trực tiếp là E thì mình đặt LUV là bằng LE, là chiều dài của cái cạnh E, là chiều dài của cái con đường nối trực tiếp giữa UVV theo cái thứ tự ban đầu, theo thứ tự khởi tạo của cái thuật toán DISA. Còn nếu giữa UVV ban đầu không có cạnh nối trực tiếp thì mình sẽ đặt cái LUV nó bằng vô cực, có nghĩa là chiều dài của nó bằng vô cực, nghĩa là không có cạnh nối trực tiếp giữa hai đỉnh UVV theo cái thứ tự ban đầu. Và thuật toán DISA để thuật toán DISA thì cái thuật toán này giải quyết bằng cái lưu đồ giải thuật. Tôi gọi V0 là đỉnh xuất phát, và cái thuật toán này là giúp cho mình tìm được cái con đường đi ngắn nhất từ một đỉnh đến mọi đỉnh còn lại của đồ thị luôn. Thì ở đây là V0 tôi gọi là một cái đỉnh xuất phát trong cái đường đi của thuật toán DISA. Tôi muốn xuất phát, tôi muốn tìm con đường đi ngắn nhất tại đỉnh nào thì tôi phải chọn nó là đỉnh xuất phát và tôi gọi nó là V0. Tôi sẽ gọi nó là đỉnh xuất phát là V0. Và tôi gọi L là tập hợp các đỉnh đã xét. Tập hợp các đỉnh đã xét trong cái thuật toán DISA, lưu đồ giải thuật, thì cái khối bắt đầu. Thì ở đây cái khối bắt đầu là cái khối hình oval, là star, là khởi tạo của thuật toán, là khối hình oval. Sau đó đến cái khối initialize, cái khối bắt đầu là hình oval, đến cái khối hình chữ nhật là cái khối khởi tạo, thì mình gọi cái đỉnh xuất phát là đỉnh V0. Đỉnh xuất phát là đỉnh V0 và mình đánh dấu cái đỉnh hiện hành mình đang xét là cái đỉnh V0. Đánh dấu cái đỉnh hiện hành mình đang xét là cái đỉnh mình mới vừa là cái đỉnh khởi tạo, và mình đưa cái đỉnh khởi tạo này vô tập hợp L lớn là những đỉnh đã xét. Mình đánh dấu cái đỉnh hiện hành là V sau nó sẽ là V0, và sau đó mình đưa cái đỉnh V sau vào tập hợp L, và mình sẽ cập nhật lại cái độ dài tính từ đỉnh V0 đến những đỉnh phía ngoài L, đến những đỉnh mà nằm phía ngoài tập hợp L. L là những đỉnh đã xét, như vậy ngoài L là những đỉnh chưa được xét. Ngoài L là những đỉnh chưa được xét. Thì mình tính độ dài tính của cái con đường đi từ tính từ V0 đến những đỉnh còn nằm ngoài L. Ở bước tiếp theo là mình sẽ xét tất cả các đỉnh của đồ thị G nó đã thuộc về tập hợp L hay chưa. Có nghĩa là mọi đỉnh của đồ thị đã được xét hay chưa. Thì cái khối hình thoi này nó có hai cái đầu ra, đây là khối điều kiện. Nó có hai cái dòng đầu ra. Nếu mà nó đúng thì mình kết thúc. Nếu mà nó sai có nghĩa là nó còn có những đỉnh, nghĩa là nó chưa xét hết. Chưa xét hết có nghĩa là có những đỉnh phía ngoài tập hợp L nó vẫn còn. Thì mình sẽ chọn ra trong số những đỉnh ở phía ngoài tập hợp L, và chọn cái đỉnh nào mà nó có độ dài tính từ V0 đến nó là nhỏ nhất. Trong số những đỉnh phía ngoài tập hợp L, mình sẽ chọn ra cái đỉnh nào mà có cái độ dài từ đỉnh xuất phát đến nó là nhỏ nhất, thì mình sẽ gắn cái đỉnh đó là đỉnh V sau, rồi mình đưa cái đỉnh V sau vào tập hợp L lớn. Có nghĩa là lúc này là mình xét qua cái đỉnh này,
mình đã chốt nó để và đưa nó vào tập hợp L lớn, và sau đó mình rồi sau đó mình sẽ cập nhật lại cái độ dài, sau đó mình cập nhật lại cái độ dài tính từ đỉnh, sau đó mình cập nhật lại cái độ dài tính từ đỉnh V0, sau đó mình cập nhật lại cái độ dài mà mình cập nhật lại độ dài tính từ V0. Sau đó mình ta điều đỉnh về sau và tập hợp L. Rồi sau đó mình cập nhật lại cái độ dài tính từ ta cập nhật lại độ dài của con đường tính từ V0 đến những đỉnh ở phía ngoài tập hợp L, với tới những đỉnh phía ngoài L mà thông qua, phải thông qua cái đỉnh hiện hành đang là đỉnh V sau, phải thông qua cái đỉnh nối trực tiếp hiện hành đó là đỉnh V sau. Rồi sau đó mình sẽ quay lại cái khối điều kiện, đó là sau mỗi bước cập nhật lại thì mình quay lại mình xét thử coi còn cái đỉnh nào chưa xét hay không, và nếu như mọi đỉnh đã xét hết thì mình dừng bài toán lại, còn cứ có những đỉnh phía ngoài L thì mình sẽ chọn tiếp những cái đỉnh nào phía ngoài tập hợp L mà mình chưa xét á, thì mình sẽ chọn lại cái đỉnh tương ứng với cái độ dài tính từ V0 đến nó là nhỏ nhất, thì mình gắn đỉnh đó là đỉnh V sau, rồi đưa tiếp V sau vào tập hợp L. Rồi mình cứ cập nhật lại độ dài tính từ đỉnh xuất phát cho đến đến các đỉnh phía ngoài L mà thông qua cái đỉnh trực tiếp hiện hành là đỉnh V sau. Cứ lặp lại bài toán như vậy đến khi nào mà mọi đỉnh mình xét xong của bài toán thì mình dừng lại và mình kết thúc thuật toán. Kết thúc thuật toán. Thì ở đây tôi sẽ trình bày cái ví dụ mẫu cho lớp mình xem. Đối với một cái bài dạng này, và tôi cũng sẽ cho một cái câu này trong cái đề thi kết thúc môn của mình. Nó có nghĩa là đồ thị của mình là một đồ thị có trọng số. Lúc này đồ thị của mình là một cái đồ thị có trọng số này. Đồ thị là một đồ thị có trọng số này. Có nghĩa là độ dài các cạnh đồ thị của mình, thông thường đây là các con số này là những số thực, nhưng mà thường là số thực á, thì nó tính toán nó hơi lẻ, cho nên tôi cho số nguyên tính toán cho nó dễ, chứ không phải là trọng số lúc nào cũng là số dương. Trọng số nó có thể là số âm, trọng số không thể là số âm, nhưng mà nó được quyền lấy là số thập phân hoặc là phân số. Nhưng mà đây tôi cho số nguyên tính toán cho nó dễ. Tôi yêu cầu bài này là tìm con đường đi ngắn nhất xuất phát từ đỉnh B đến các đỉnh còn lại, và hãy chỉ ra độ dài của các đường đi tương ứng. Như vậy cái yêu cầu này sẽ có trong cái đề thi của mình, cũng xuất hiện câu tìm đường đi ngắn nhất xuất phát từ đỉnh B đến các đỉnh còn lại của đồ thị, và chỉ ra các con đường đi tương ứng có độ dài là bao nhiêu, nó đi bằng đường gì. Rồi ở đây tôi sẽ giải và tôi sẽ lập cái thuật toán đích ra như sau. Thì đồ thị này ban đầu á, mình sẽ đếm là nó có đồ thị này có 8 đỉnh, cho nên cái cột của bảng đích ra nó sẽ gồm có 8 đỉnh, gồm có 8 cột ứng với 8 đỉnh là A, B, C, D, F, G, H. Và sau đó tôi sẽ kẻ thêm hai cái cột. Một cái cột là dùng để kiểm soát là đỉnh đã xét, và một cái cột dùng để kiểm soát cạnh đã xét. Ở đây tôi sẽ xóa cái này và trình bày lại cái bảng đích xa cho lớp mình. Trình bày lại từ đầu này để cho lớp mình nắm qua. Như vậy ở đây mình có 8 đỉnh ứng với 8 cột là A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Và sau đó mình có thêm một cái cột là đỉnh đã xét. Tập hợp các đỉnh đã xét. Thì đỉnh đã xét có nghĩa là tập hợp L lớn, và cạnh đã xét là để tôi ghi nhận lại mình xét bằng cạnh nào. Và cứ mỗi bước lập là mình tiêu diệt một cạnh, thì
thì tôi vẽ một cái hình tương ứng nó ra, và sau khi kết thúc được thuật toán này thì tôi có một cái đường đi ngắn nhất xuất phát từ B luôn. Thì bài này tôi cho từ đỉnh B để cho lớp mình thấy không phải lúc nào cũng xuất phát từ A theo cái bảng chữ cái ABCD. Rồi có thể có bài thi, đề thi tôi có thể cho xuất phát tại E, có thể cho xuất phát tại G, có thể cho xuất phát tại đỉnh F cũng chừng. Cho nên đây tôi xuất phát tại đỉnh B cho lớp mình quen với cái cách hỏi tùy ý. Có thể tôi cho xuất phát tại đỉnh C cũng không chừng. Nếu mà đổi điểm xuất phát thì phải lặp lại cái bảng distance là một cái bảng khác. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn là lớp mình nó lặp là cái đồ thị này có 8 đỉnh thì nó sẽ có 8 cột, có thêm một cái cột là đỉnh đa sát và một cái cột giữ lại là cạnh đa sát. Và một cái cột nữa mà dòng thì nó chứa gồm có 7 bước lặp với một bước khởi tạo. Nó 8 đỉnh thì nó sẽ có 8 dòng. Mà đồ thị có 10 đỉnh thì bảng này sẽ có 10 dòng. Đồ thị có 8 đỉnh thì nó có 8 dòng, gồm có một dòng khởi tạo với 7 bước lặp. Thì ở đây là tôi sẽ trình bày ra nó có một dòng khởi tạo với 7 bước lặp. Rồi Nguyễn Trọng Nghĩa đã gửi một cái kết quả làm lên đây. Hợp lý, đây cũng là một cái đáp án. Thầy sẽ ghi điểm cộng cho Nghĩa. Rồi sau đó tôi trình bày tiếp cái thuật toán distance này. Nguyễn Trọng Nghĩa. Rồi ở đây tôi sẽ trình bày tiếp cái thuật toán của bảng distance này. Rồi mình chú ý đây, thứ nhất là tôi sẽ ghi bước bước lặp và cái cột nữa thì theo cột thì tôi ghi tên đỉnh ra. Rồi cái bước đầu tiên là cái bước khởi tạo, và bài này tôi xuất phát tại đỉnh B. Bài này tôi xuất phát tại đỉnh B là tôi sẽ đánh dấu sao vô đỉnh B. Thì cái đỉnh nào là đỉnh xuất phát thì tôi gọi nó là V0 và tôi đánh dấu sao vô nó, có nghĩa là đỉnh. Cái đỉnh xuất phát, đỉnh đã xét ở đây là tôi ghi đỉnh B, và ban đầu chưa có cạnh nào hết, ở cái bước khởi tạo là chưa có cạnh nào, cho nên tôi sẽ ghi cái cạnh đã xét là tập rỗng. Rỗng chứ là nó không phải bằng không, tập này là tập rỗng có nghĩa là không có phần tử nào. Cái cạnh đã xét ở đây tôi ghi là chưa có cạnh nào thì tập nó là tập rỗng. Và bây giờ ở bước khởi tạo thì sẽ cập nhật lại cái độ dài. Ở đây là tôi sẽ cập nhật là tính độ dài từ B đến A. Thì nhìn vô đây, cái biểu đồ này giúp cho mình biết được độ dài từ B đến A nó sẽ bằng 2. Như vậy cái đỉnh phía trước của đỉnh A lúc này đang là đỉnh B. Cho nên ở đây tôi sẽ ghi là 2 với B. Mình nắm được cái này lập trình rất là dễ. 2 với B có nghĩa là độ dài nó bằng 2 và đỉnh phía trước của A là đỉnh B. Rồi độ dài từ B đến C. Độ dài từ B đến C ban đầu không phải là 12, mà B tới C nó không có cạnh nối trực tiếp, cho nên ở bước khởi tạo này, độ dài từ B đến C sẽ là vô cực. Độ dài từ B đến C nó sẽ là vô cực bởi vì không có cạnh nối trực tiếp từ B đến C ban đầu. Cho nên ở chỗ này độ dài nó sẽ là vô cực. Phía trước của C chính là đỉnh B. Rồi độ dài từ B đến D. Từ B đến D độ dài nó cũng sẽ bằng vô cực bởi vì không có cạnh nối trực tiếp. Nó không có cạnh nối trực tiếp cho nên độ dài nó sẽ bằng vô cực. Từ B đến E độ dài không có cạnh nối trực tiếp cho nên độ dài nó cũng bằng vô cực. Độ dài từ B đến E. Từ B đến F độ dài ở đây nó bằng 6. Độ dài nó bằng 6 thì tôi phải ghi số 6. Phía trước nó là đỉnh B. Độ dài từ B đến G. Độ dài từ B đến G là nó sẽ bằng vô cực do không có cạnh nối trực tiếp từ B đến G. Và từ B đến H thì nó cũng sẽ có độ dài bằng vô cực do không có cạnh nối trực tiếp từ B đến H. Rồi, những cái nào mình đã xét xong thì mình bỏ qua, mình không có xét lại. Đây, tôi bỏ qua. Cái nào xét rồi, đánh dấu sao rồi thì mình bỏ qua. Rồi, sau đó, trong số những cái đỉnh chưa được xét, có nghĩa là những đỉnh chưa được đánh dấu sao. Thì ở đây là mình sẽ chọn cái đỉnh tương ứng có độ dài nhỏ nhất giữa hai vô cực với số 6 thì chắc cú phải chọn số 2 vì số 2 nó nhỏ nhất và cái này là tương ứng với đỉnh A, cho nên chỗ này là tôi ghi đỉnh A và phía trước A là lúc này là mình sẽ nhìn vô là đỉnh của nó, phía trước A là đỉnh B cho nên cạnh đưa vô là cạnh BA.
À, cái bước này là cạnh đưa vô là cạnh BA. Định cạnh đưa vô, đây tôi tô bằng màu khác. Cạnh BA này, đó, sau cái bước lập thứ nhất là tôi sẽ đưa được cái cạnh BA vô này. Mỗi bước lập ở đây tôi sẽ tô vô một cái đoạn. Đây đây là tôi sẽ tô bằng cái màu khác cho lớp mình dễ nhìn. Đó. À, có nghĩa là sau mỗi bước lập, đây đầu tiên tôi đưa vô một cái cạnh BA. Độ dài nó bằng 2. À, cái cạnh BA này độ dài nó bằng 2. Độ dài này có này, độ dài của BA nó bằng 2. Rồi như vậy, những đỉnh mà chưa được xét, có nghĩa là những đỉnh chưa được đánh dấu sao và chưa được bỏ qua đó, thì tôi sẽ tính độ dài từ B đến C. Độ dài từ B đến C thông qua cái đỉnh hiện hành là đỉnh A. Độ dài từ B đến C và đi vòng đi 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 vòng qua đỉnh A. Độ dài từ B đến C mà nó đi vòng qua đỉnh A thì tổng độ dài nó là 12. Tổng độ dài nó là 12. Độ dài từ B đến C đi vòng qua đỉnh A, bởi vì C có cạnh nối trực tiếp tới A, thì 2 cộng với 10 ra 12. Và 12 so với 12, số 12 này B đến C mà nó đi vòng qua đỉnh A thì độ dài nó sẽ bằng 12. 12 so với vô cực, 12 so với con số vô cực hiện hành thì phải chọn 12, bởi vì 12 là nhỏ hơn vô cực. Phía trước đỉnh C phải là đỉnh A. À, phía trước C phải là đỉnh A, bởi vì nó đi vòng qua A, độ dài nó mới bằng 12. Còn đi trực tiếp tới đỉnh, từ đỉnh B tới nó là vô cực. À, độ dài từ cái này mình phải cộng dồn độ dài vô đó. Độ dài từ B đến D thông qua đỉnh A. Độ dài từ B đến D mà đi vòng qua đỉnh A thì 2 cộng 8 nó ra 10. 10 so với con số vô cực. 2 cộng 8 ra bằng 10. 10 so với vô cực chắc cú là phải chọn số 10. 10 nhỏ hơn là vô cực. Đó, độ dài từ 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 B đến E thông qua đỉnh A. Độ dài từ B đến E thông qua đỉnh A. B tới E ban đầu nó vô cực mà thông qua đỉnh A độ dài nó có bằng 3. Bởi vì 2 cộng với 1 nó ra 3. 3 đi vòng qua đỉnh A thì độ dài nó có bằng 3, cho nên mình phải ghi 3 với A. Độ dài từ B với F thông qua đỉnh A. B với F thông qua đỉnh A nó cũng sẽ bằng vô cực. Bởi vì thông qua đỉnh A thì A không có cạnh nối trực tiếp tới F, cho nên độ dài từ A đến F là vô cực. Do vậy B tới F đi vòng qua đỉnh A thì nó bằng vô cực. Mà vô cực so với số 6 chắc cú là mình phải chọn số 6. À, bởi vì số 6 nó nhỏ hơn vô cực, cho nên phải giữ lại cái nhỏ hơn. Mình đang tìm độ dài ngắn nhất mà. Độ dài từ B nối tới G thông qua đỉnh A. B nối tới G thông qua đỉnh A nó cũng bằng vô cực, do không có cạnh nối trực tiếp từ A đến G. Thì chỗ này mình sẽ ghi là cái chỗ này là vô cực. À, vô cực với B hay vô cực với A cũng được. Bởi vì đỉnh hiện hành mình đang xét là đỉnh A thì có thể mình đưa đỉnh A vô. Phía trước G là A nó cũng bằng vô cực. Mà phía trước G là B nó cũng bằng vô cực. Cho nên chọn cái nào cũng đúng. Từ B cho đến H. B đến H thông qua đỉnh A nó cũng bằng vô cực, do không có cạnh nối trực tiếp từ A đến H. Cho nên vô cực, hai cái vô cực thì đều có giá trị ngang nhau, chứ không có cái vô cực nào lớn hơn cái vô cực nào hết. Thì chỗ này mình sẽ ghi vô cực với A. Đỉnh phía trước là đỉnh A cũng được, phía trước là B cũng đúng. Cái nào mà xét xong á, cái nào xét xong là mình bỏ qua. Giữa 12, 13, giữa số 12, giữa số 12, 10, số 3, số 6 với vô cực, chắc cú là phải chọn số 3, và cái này là ứng với đỉnh E. Cái này ứng với đỉnh E. À, cái cạnh đưa vô, cái cạnh đưa vô lúc này là phía trước đỉnh E là đỉnh A, cho nên cạnh đưa vô là cạnh AE. Cạnh đưa vô là cạnh AE, và tôi sẽ nối bằng một cái hình vẽ. Cạnh đưa vô lúc này là cạnh AE, vẽ theo đúng thứ tự. Cạnh đưa vô lúc này trong cái đường đi là cạnh AE. Cạnh đưa vô là cạnh AE. Đó. Cái cạnh đưa vô là cạnh AE. Rồi. Cái cạnh đưa vô đây là cạnh, cái cạnh đưa vô trong đường đi là cạnh AE. Rồi như vậy lúc này cái đỉnh hiện hành tôi đang xét lại là đỉnh E. Cái đỉnh hiện hành đang xét lúc này là đỉnh E. Trong số những đỉnh chưa được xét thì tôi sẽ cập nhật độ dài từ B đến C đi vòng qua E. Độ dài từ B đến C đi vòng qua E. Độ dài từ B đến C đi vòng qua đỉnh E. Nó đi đến E là độ dài nó bằng 3 rồi. Bây giờ B đến C đi vòng qua E mà C có cạnh nối trực tiếp tới E nữa, mà hiện hành tới E độ dài nó bằng 3, mà cạnh nối giữa E với C là bằng 2 nữa, thì 3 với 2 là 5. 5 so với con số 12. Nếu nó đi vòng qua đỉnh A thì độ dài hiện tại nó là 12. Mà ở đây là đi vòng qua đỉnh E thì tổng độ dài
để đi từ B đến đến C, đi vòng qua đỉnh E là đi bằng đường BAEC. BAEC thì nó lại có độ dài chỉ có bằng 5 thôi. Bởi vì nối tới E hiện tại là nó bằng 3 và cộng thêm 2 nữa thì nó bằng 5. 5 so với con số 12. 5 so với 12 chắc cú phải chọn số 5 bởi vì tôi đang chọn đường đi ngắn nhất. Và phía trước đây là đỉnh E. Đó, phía trước C phải là đỉnh E. Còn nếu đi vòng qua đỉnh A thì độ dài nó tới 12 lần. Đi vòng qua đỉnh E độ dài nó có bằng 5 thôi, cho nên bắt buộc phải chọn số 5. Độ dài từ C đến D thông qua đỉnh E. Độ dài từ C đến D thông qua đỉnh E. C đến D đi vòng qua E mà ở đây D có cạnh nối trực tiếp tới đỉnh E, cho nên từ B đến D thông qua đỉnh E thì độ dài nó nối tới E độ dài bằng 3 rồi thêm 3 nữa là bằng 6. Nên là 2 tới 1 là 3, 3 thêm 3 là bằng 6. Như vậy từ B nó tới D đi vòng qua đỉnh E thì tổng độ dài nó sẽ bằng 6. Là đi bằng đường BAED thì tổng độ dài nó bằng 6. Bằng 6 mà còn nếu đi vòng qua đỉnh A độ dài nó tới bằng 10 lần. 6 so với số 10 chắc cú phải chọn số 6. Bởi vì số 6 nó nhỏ hơn và là đỉnh phía trước nó phải là đỉnh E. Số 6 so với số 10 chắc chắn là tôi phải chọn số 6 vì số 6 nhỏ hơn. Rồi, B nối tới F thông qua E. B nối tới F thông qua E nó sẽ bằng vô cực bởi vì E không có cạnh nối trực tiếp tới F. Và vô cực so với số 6 chắc cú tôi phải giữ lại số 6. Phía trước nó vẫn là đỉnh B. B nối tới G thông qua E. B nối tới G thông qua E, nối tới G. Nối tới đỉnh G thông qua E. Cái chỗ này là 2 với 1 là 3. 2 với 1 là 3, nối tới E độ dài nó bằng 3 rồi. 3 thêm 9 nữa. 3 thêm 9 nữa là nó sẽ ra là 12. 3 thêm 9 nữa nó ra 12. Như vậy nối tới đỉnh G thì thông qua đỉnh E độ dài nó sẽ bằng 12. 12 so với vô cực. 12 so với số vô cực chắc cú là phải chọn số 12. 12 so với vô cực thì phải chọn số 12 và phía trước nó là đỉnh E. 12 so với vô cực thì bắt buộc phải chọn con số 12 bởi vì đang chọn đường đi ngắn nhất. Nó đi vòng qua E thì độ dài nó 12, còn đi vòng qua đỉnh A độ dài nó bằng vô cực, cho nên bắt buộc là phải chọn là 12. Rồi B nối tới H thông qua đỉnh E. B nối tới H thông qua đỉnh E. Ở đây là B. B nối tới H thông qua đỉnh E, độ dài nó cũng bằng vô cực bởi vì không có cạnh nối trực tiếp từ E đến H, cho nên giữ lại cái thông tin cũ. Giữ lại cái thông tin cũ. Đang xét cái đỉnh hiện hành là đỉnh E thì tôi ghi là vô cực tới E. Cái nào xét xong thì tôi bỏ qua, tôi không xét nữa. Này bỏ qua, bỏ qua. Cái nào đánh dấu sao rồi mình bỏ qua. Và lúc này là giữa số 5, số 6, 5, 6, 6, 12 với vô cực chắc cú là phải chọn số 5. Bởi vì số 5 là nhỏ nhất. Đây tôi đánh dấu đỉnh C. Cái này là ứng với đỉnh C. Cái này tôi đưa vô đỉnh C. Cái cạnh đưa vô phía trước C là đỉnh E. Phía trước C là đỉnh E. Ngay cái chỗ đánh dấu sao này, phía trước C là E. Cạnh đưa vô là cạnh EC. Ở đây tôi sẽ nối cái cạnh EC nó lại. Cạnh EC. Cạnh đưa vô là cạnh EC. Nhìn vô cái bảng này là mình biết được cái cạnh cần đưa vô nó là cạnh gì. Cạnh đưa vô là cạnh EC. Đó. Thì những đỉnh nào mà tôi chưa đánh dấu hay là tôi còn chưa chưa bỏ qua, cái nào xét xong là mình bỏ qua, thì tính độ dài từ B đến D. B độ dài từ B cho đến D thông qua đỉnh C. B đến D thông qua đỉnh C. B nối tới D thông qua đỉnh C sẽ bằng vô cực do không có cạnh nối trực tiếp từ C đến D. Do vậy vô cực so với cái con số hiện hành, vô cực so với số 6 hiện hành chắc chắn phải giữ lại số 6. Vậy số 6 nó nhỏ hơn vô cực và phía trước là đỉnh E. B nối tới F thông qua đỉnh C. B nối tới F thông qua C. B nối tới F thông qua C cũng bằng vô cực bởi vì không có B nối tới F thông qua C bởi vì không có cạnh nối trực tiếp từ C đến F. Cho nên nó sẽ bằng vô cực. Mà vô cực so với số 6 thì giữ lại số 6. Phía trước vẫn là đỉnh B. B nối tới G thông qua C. B nối tới G thông qua C cũng bằng vô cực do không có cạnh nối trực tiếp từ C đến G. Do vậy phải giữ lại là con số 12. Giữ lại là số 12. B nối tới H thông qua C. B nối tới H thông qua C. Nối tới C không phải là 12, không phải nhìn nhìn vô 10 cộng 2 ra 12 và 2 cộng 10 nó ra 12 đi vòng qua A đâu.
nó phải đi vòng qua đỉnh E mới ngắn nhất là độ dài bằng 5. Là BA EC là tổng độ dài nó bằng 5. 5 cộng thêm 5 nữa, độ dài từ C tới H là bằng 5. Cho nên ở đây là B nối tới H thông qua đỉnh C là nó bằng 5 cộng 5 là 10. Là đi bằng đường BAECH thì tổng độ dài nó sẽ bằng 10. Bởi vì nối từ B đến C bằng 5 rồi thêm 5 nữa là bằng 10. Do vậy độ dài đây là 10. 10 so với vô cực chắc cú là phải chọn số 10, bởi vì mình tìm đường đi ngắn nhất phía trước phải là đỉnh C. Cái này là bỏ qua, xét xong rồi bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua, cái này bỏ qua. Rồi giữa số 6, giữa số 6 với số 12 với số 10 chắc chắn là phải chọn số 6. Chọn số 6, hai số 6 chọn số 6 nào cũng được. Chọn số 6 nào cũng được, ngang nhau mà. Ví dụ tôi gặp số 6 đi ứng với đỉnh D, tôi đưa vào trước. Mình thích đưa đỉnh F vào trước cũng chẳng sai. Ở đây tôi đưa vô cái đỉnh hiện hành là đỉnh D. Thì cái cạnh đưa vô không phải là cạnh CD đâu nha. Cạnh đưa vô lúc này không phải là cạnh CD. Cái cạnh đưa vô lúc này là mình nhìn phía trước cái đỉnh D nè, ngay chỗ mình chốt cái đỉnh D lại nè. Phía trước đỉnh D là đỉnh E, cho nên cạnh đưa vô là cạnh ED, chứ không phải muốn ghi như thế nào thì ghi. Không phải cái cạnh CD đâu, cái cạnh đưa vô phải là cạnh ED, bởi vì phía trước D là đỉnh E. Cạnh đưa vô lúc này là tôi sẽ vẽ cạnh ED. Tôi phải đưa cái cạnh ED vô. Lần lượt ở đây là tôi đổi màu từng cạnh này để cho mình dễ nhìn. Cạnh đưa vô là cạnh ED. Cạnh đưa vô là cạnh ED. Rồi độ dài. Ở đây là cái này là độ dài, cái này là mình sẽ có cập nhật độ dài từ B nối tới F thông qua đỉnh D. B nối tới F thông qua đỉnh D. B nối tới F thông qua đỉnh D. Nó thông qua đỉnh B nối tới F thông qua đỉnh D mà B nối tới D độ dài nó bằng 6 rồi. B nối tới D độ dài nó bằng 6 bởi vì nó đi vòng qua đỉnh E. Là BAED thì tổng độ dài nó bằng 6. 6 so cộng thêm 4 nữa, bởi vì có cạnh nối trực tiếp từ D đến F, cho nên B nối tới F thông qua đỉnh D là 6 cộng thêm 4 nó ra 10. B nối tới F thông qua D là tổng độ dài của nó tới bằng 10. Bằng 10 so với số 6 thì tôi phải giữ lại số 6, bởi vì số 6 nhỏ hơn 10. Giữ lại thông tin cũ. B nối tới đỉnh G, bây giờ B nó tính tới tới G thông qua D. B nối tới đỉnh G thông qua D. B nối tới đỉnh G thông qua D mà nối tới D độ dài nó bằng 6, đi bằng đường BAED. Nó đi bằng đường ở đây nó đi bằng đường BAED là tổng độ dài nó bằng 6 mà D có cạnh nối trực tiếp tới G. Cho nên B nối tới G thông qua đỉnh D là 6 cộng thêm 1 nữa nó ra 7. B nối tới G đi vòng qua đỉnh D thì tổng độ dài nó sẽ bằng 7. Bởi vì nối tới D là bằng 6 rồi, có cạnh DG là bằng 1 nữa. 6 cộng thêm 1 nó bằng 7, cho nên B nối tới G thông qua đỉnh D thì tổng độ dài nó sẽ bằng 7. 7 so với 12 chắc chắn phải giữ là số 7, vì số 7 nó nhỏ hơn. Ở phía trước nó là đỉnh D. B nối tới H thông qua đỉnh D. B nối tới H thông qua đỉnh D sẽ bằng vô cực, bởi vì không có cạnh nối trực tiếp từ D đến H, cho nên giữ lại số 10. Ở phía trước nó là đỉnh C. Cái này mình coi mình giữ lại thông tin. Bước lập tiếp theo cái này bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua. Giữa số 6, số 7 với số 10 chắc cú phải đưa tiếp số 6 vì nó là nhỏ nhất. Và cái đỉnh đưa vô lúc này là đỉnh F. Cái cạnh đưa vô không phải là cạnh DF. Cạnh đưa vô không phải là cạnh DF mà mình nhìn cái chỗ đánh dấu sao vô cái đỉnh F này. Phía trước F là đỉnh B cho nên cạnh đưa vô là cạnh BF. Lúc này là cạnh BF chứ không phải là cái cạnh DF nha. Cạnh đưa vô là cái cạnh BF. Cho nên tôi sẽ tô cái cạnh BF vô đây. Cạnh BF. Đây. Như vậy mình vẽ được cái cạnh BF. Rồi bây giờ tôi sẽ cập nhật độ dài từ B tới G thông qua đỉnh F. Cái đỉnh hiện hành đang là đỉnh F. Từ B nó tới G thông qua F. Từ B nối tới G thông qua F. Nối tới F bằng 6 mà F tới G cái độ dài nó bằng 7 nữa. 6 với 7 ra 13. 6 với 7 nó ra 13. B nối tới G đi vòng qua đỉnh F, độ dài nó bằng 13. 13 so với số 7 thì chắc chắn phải giữ lại số 7, bởi vì mình đang tìm cái độ dài ngắn nhất, cho nên là giữ lại thông tin là số 7 và nó đi vòng qua đỉnh D thì nó mới có độ dài bằng 7.
Rồi độ dài từ B nối tới H thông qua đỉnh F. B nối tới H thông qua đỉnh F nó bằng vô cực, bởi vì không có cạnh nối trực tiếp từ F đến H. Do vậy giữ lại cái thông tin cũ là 10 với C. 10 với C. Cái nào xét xong rồi bỏ qua. Nào xét xong rồi bỏ qua. Cái nào xét xong rồi bỏ qua. Giữa 7 với 10 chắc chắn là phải chọn số 7, bởi vì số 7 nó nhỏ hơn số 10 cho nên phải chọn số 7. Và cái đỉnh đưa vô lúc này là đỉnh G. Đỉnh đưa vô là đỉnh G, cái cạnh đưa vô không phải là cạnh FG. Cạnh đưa vô lúc này không phải cạnh FG mà phải nhìn cái cột của G. Phía trước G là đỉnh D cho nên cái cạnh đưa vô là cạnh DG. Cái cạnh đưa vô lúc này là cạnh DG, cho nên sau mỗi bước lập tôi cứ đưa một cạnh nó vô trong cái hình vẽ. Cạnh đưa vô là cạnh DG. Cạnh đưa vô đây là cạnh DG. Đây, cái cạnh đưa vô của tôi là cạnh DG. Bây giờ còn có một đỉnh ở phía ngoài cho nên tôi tính độ dài từ B tới H thông qua đỉnh G. Độ dài từ B tới H. Độ dài từ B nối tới H thông qua đỉnh G. Nó nối tới G, độ dài nó bằng 7 rồi. 2 với 1 là nối tới G, độ dài nó bằng 7 rồi. Cho nên G có cạnh nối trực tiếp tới H nữa, 7 cộng với 2 nó là 9. B nối tới G, B nối tới G đã bằng 7, 7 thêm 2 nữa có bằng 9 nè. Mà trong khi đó nếu mà đi vòng qua đỉnh C thì độ dài nó tới bằng 10 lần. Cho nên ở đây bắt buộc là tôi phải chọn số 9 nhỏ hơn số 10. Và như vậy độ dài từ B tới H. Như vậy độ dài từ B nối tới H thông qua đỉnh G. Độ dài ở đây là độ dài từ đỉnh B đến đỉnh H thông qua đỉnh G. Độ dài từ B nối tới H thông qua đỉnh G. Độ dài từ B nối tới H đi vòng qua đỉnh G, tổng độ dài của nó sẽ bằng 9. Bởi vì 7 cộng thêm 2 nó bằng 9. 9 so với số 10 bắt buộc là tôi phải chọn số 9. Có nghĩa là 9 nhỏ hơn 10 cho nên phải chọn số 9 và phía trước nó là đỉnh G. Rồi ở đây tôi sẽ đưa cái còn một cái đỉnh phía ngoài vô vô trong cái tập hợp L, có nghĩa là còn có đỉnh phía ngoài thì đưa nó vô, và cái đỉnh đưa vô lúc này là đỉnh H, cái đỉnh phía trước của nó là đỉnh G, cho nên cạnh đưa vô là cạnh GH. Như vậy nó có 7 bước lập, có 7 bước lập với một bước khởi tạo là nó sẽ có 8 dòng. Đồ thị có 10 đỉnh thì sẽ có 9 bước lập với một bước khởi tạo. Và cái hình vẽ này nói lên đây chính là cái con đường ngắn nhất. Khi mình kết thúc cái bảng của thuật toán DISA, mình có một cái hình vẽ đi kèm. Có một cái hình vẽ đi kèm nói lên đây chính là cái đường đi ngắn nhất xuất phát từ đỉnh B đến mọi đỉnh còn lại của đồ thị này. Đó, và mình phải ghi ra như thế này cho tôi giùm. Lớp mình sẽ ghi cái cách ra. Như vậy B đi đến A, nhìn vô cái hình vẽ này mình kết luận đi bằng đường BA, độ dài nó bằng 2. B đi đến E, nó đi bằng đường BAE, độ dài nó bằng 1. B đi đến C, nó sẽ đi bằng đường BAEC, tổng độ dài của nó sẽ là bằng 5. Hoặc là mình đọc từ cái bảng này. Đây tôi gửi cho mình là cái cách viết code để mình đọc thông tin từ cái bảng. Từ B đến A có nghĩa là mình nhìn vô cái cột của A. Nhìn vô cột của A, chỗ nào mà tôi đánh dấu sau có nghĩa là tôi đã chốt lại cái phương án đi của nó rồi đó. Thì tôi nhìn lên bên trên, phía trước B là đỉnh A cho nên nó đi bằng đường BA, và độ dài của nó là bằng 2. Nhìn vô đây cái là thấy độ dài, nó có thông tin về độ dài. Cho nên B đi đến A thì tôi sẽ ghi là nó đi bằng đường BA và nó có độ dài bằng 2. Đó, bây giờ từ B đi đến C, ví dụ từ B đi đến C thì tôi sẽ nhìn vô cái cột của C. Tôi nhìn vô cái cột của C và cái chỗ nào tôi đánh dấu sao cho có nghĩa là tôi đã chốt lại cái phương án đi rồi. Phía trước C là đỉnh E cho nên tôi sẽ ghi phía trước C là đỉnh E trong cái cách ghi của đường đi này. Đó. Thì ở đây là B đi đến C thì B bắt đầu thì C phải kết thúc, và tôi nhìn vô cái cột của C. Đây là cái cách tôi gửi để lớp mình đọc ra thông tin từ cái bảng hai chiều ra đó. Từ cái bảng của thuật toán DISA sau khi mình làm. Chỗ nào tôi đánh dấu sao có nghĩa là tôi đã chốt lại cái phương án đó rồi.
phía trước C là E thì tôi sẽ ghi phía trước C là E. À, đây là ghi lại phía trước C. Phía trước C là đỉnh E thì tôi phải ghi phía trước C là E. Lúc này tôi nhìn qua cái cột của E, nhìn vô cột của E, phía trước E là A. Phía trước E là đỉnh A, bởi vì cái chỗ tôi chốt đánh dấu sao là phía trước E là A. Thì tôi phải ghi phía trước E là A. Phía trước E là A. Mà phía trước A, nhìn vô cột của A, phía trước A là B, cho nên nó đi bằng đường BAEC. Cho nên nó đi bằng đường BAEC. Và lúc này tổng độ dài, tổng độ dài của nó nhìn vô cột của C, tổng độ dài nó bằng 5. Trên cái bảng này nó có thông tin tổng độ dài của đi từ B đến C, độ dài nó bằng 5. B đi đến D thì tôi sẽ ghi B bắt đầu và D kết thúc. B bắt đầu và D kết thúc. Lúc này là tôi sẽ ghi B bắt đầu và D kết thúc. Cái cách để mình đọc thông tin từ cái bảng này ra. Và D kết thúc thì phía trước D là E, cho nên tôi phải đường phía trước D là E. Đây là tôi sẽ đường phía trước D là E. Rồi tôi nhìn vô cái cột của E. Phía trước nhìn vô cột của E, phía trước E là A. Phía trước E là A, cho nên tôi sẽ điền A vô phía trước. Phía trước E là A. Mà nhìn vô cột của A, nhìn vô cột của A, phía trước A là B, cho nên nó đi bằng đường BAED. Tổng độ dài của nó bằng 6. BAED, độ dài nó bằng 6. Rồi đi từ A đến từ B đến E. B đến E thì mình nhìn vô cột của E. Nhìn vô cột của E. Phía trước E là A. Phía trước E là A, cho nên ở đây mình ghi B bắt đầu và E kết thúc. B bắt đầu. Lúc này là B bắt đầu và E kết thúc. Mình nhìn vô cột của E, phía trước E là A, cho nên mình sẽ ghi là A. Phía trước E là A. Và phía trước A, mình nhìn vô đây nữa, phía trước A. Phía trước A là đỉnh B, cho nên nó đi bằng đường BAE. Nó sẽ đi bằng cái đường BAE. Rồi B đi đến F, nhìn vô cột của F, nhìn vô cột của F. Phía trước F là B. B ở đây là B đi đến F. B đi đến F. Phía trước F là B, cho nên nó đi bằng đường BF và có độ dài bằng 6. Đi bằng B đến F có độ dài bằng 6. Rồi từ B đi đến G. B đi đến G thì mình nhìn vô cột của G. Nhìn vô cột của G, phía trước G là D. Phía trước G là D thì tôi sẽ ghi phía trước G là D. Phía trước G là D. Phía trước G là D. Bây giờ nhìn phía trước, nhìn vô cái cột của D. Nhìn vô cột của D, phía trước D là E. Phía trước D là E. Thì tôi điền E vô phía trước. Mà phía trước E thì tôi nhìn vô cột của E. Phía trước E là A. Phía trước E là A, cho nên tôi sẽ ghi A vô. Mà phía trước A, mà phía trước A là nhìn vô cột của A, phía trước A là B, cho nên nó đi bằng đường BAE G, BAE DG. BAE DG, tổng độ dài đây là BAE DG. Và tổng độ dài của nó có trong cái bảng là độ dài nó bằng 7. Còn còn cái đỉnh H, còn đi đến đỉnh H là B bắt đầu và H kết thúc. Cái này là đây là B bắt đầu và H kết thúc. Thì tôi nhìn vô đây, phía trước H là đỉnh G. Phía trước H là đỉnh G thì tôi sẽ điền vô phía trước H là G. Mà phía trước đỉnh G tôi nhìn vô cột của G, phía trước G là D. Phía trước G là D. Rồi nhìn vô cột của D, phía trước D. Nhìn vô cái cột của D. Phía trước D là E. Phía trước D là E. Nhìn vô E. Phía trước E. Phía trước E là A. Phía trước E là A. Phía trước E là A. Phía trước A là B, cho nên nó đi bằng đường BAEDGH. Và tổng độ dài của nó, tổng độ dài của nó sẽ bằng 9. Đây là tổng độ dài. Tổng độ dài của nó sẽ bằng 9. Cho nên mình sẽ có được cái kết luận này. Như vậy mình sẽ có là B đi bằng những cái đường A đến B bằng đường BA, A đến C, B đến A bằng đường BA, B đến C bằng đường BAEC có độ dài bằng 5. B đến D nó đi bằng đường BAED. B đến F có độ đường là đường BF. B đến E là đường BAE. B đến G là BAEDG. B đến H là BAEDGH có độ dài bằng 9. Mình ghi rõ ra như thế này. Như vậy đối với tìm đường đơn giản nhất, mình lập cái bảng DISTA. Rồi sau đó mình có một cái hình vẽ đi kèm, trình bày y chang như cái bài mẫu này. Hình vẽ đi kèm
và sau đó ghi cái kết luận về đường đi. Nếu mà không có bảng này thì chắc cú là phần phía dưới không có điểm, bởi vì mình phán bừa thì không có cơ sở nào để tôi tin được cái đường đi này là ngắn nhất. Có nghĩa là phải dựa trên đâu, dựa trên cái cơ sở nào để có được cái hình vẽ này, chứ không lập bảng mà mình có hình vẽ thì cũng không có điểm. Cho nên phải chú ý trình bày theo đủ các bước như thế này thì nó rất là chặt chẽ. Ghi cái đường đi ra, độ dài nó bằng bao nhiêu. Và bài bài tập này tương tự thì ở đây tôi cho câu A, nó đồ thị này xuất phát từ đỉnh C, xuất phát từ đỉnh C. Những bài này làm rất là hấp dẫn để cho lớp mình luyện tập. Cái bài B này tôi cũng cho một cái đồ thị này xuất phát tại đỉnh Y đến các đỉnh còn lại của đồ thị này. Bài này là xuất phát tại đỉnh Y, từ đỉnh Y đến các đỉnh còn lại. Cái bài này là xuất phát từ đỉnh E, xuất phát từ đỉnh E. Cái D, cái câu D này xuất phát từ đỉnh A. Bài này nó có lúp thì kệ nó, có lúp, ví dụ có lúp tại F thì mình đừng có giải quyết cái lúp tại F, mình đừng có bận tâm. Ví dụ từ E đi đến F đây nó đi bằng có hai cạnh, một cạnh độ dài bằng 3, cạnh độ dài bằng 8, thì khi chọn độ dài ngắn nhất, đường đi ngắn nhất thì chắc cú là tôi phải chọn con số 3 rồi. Nó có hai lựa chọn thì tôi phải lựa chọn con đường ngắn hơn. Giữa A với B nó có hai cạnh, một cái cạnh có độ dài bằng 4 với cạnh độ dài bằng 9, thì tôi lấy cái độ dài nhỏ hơn là con số 4 để tôi xét. Còn con lớp kệ nó, con lớp mình cứ bỏ qua cái lớp này, đừng có bận tâm, cho vô để gây rối loạn cho mình thôi. Còn cái này là xuất phát tại đỉnh H, bài này là xuất phát tại đỉnh H đến các đỉnh còn lại. Tìm đường đi ngắn nhất xuất phát tại đỉnh H. Còn cái câu F này là xuất phát tại đỉnh F. Câu này là xuất phát tại đỉnh F đến các đỉnh còn lại. Câu G này xuất phát tại đỉnh C đến các đỉnh còn lại. Câu H này là xuất phát tại đỉnh G. Câu H này là xuất phát tại đỉnh G đến các đỉnh còn lại. Câu Y này xuất phát tại đỉnh N. Xuất phát tại đỉnh N đến các đỉnh còn lại trong đồ thị này. Và nội dung ôn tập, ở đây tôi gửi luôn cái nội dung ôn tập rồi lớp mình sẽ kết thúc với cái môn này, và dự kiến là thi khoảng 120 phút chứ 90 phút làm không đủ những nội dung này đâu. Và cái câu 1 là ở đây tôi sẽ yêu cầu dùng các luật logic để chứng minh biểu thức là hàng đúng, là tương đương logic. Câu B là dùng quy tắc suy diễn, các quy tắc suy diễn để kiểm tra tính đúng đắn của mô hình suy luận. Câu C là viết dạng phủ định và cho biết chân trị của mệnh đề dưới dạng lượng từ hóa của vị từ. Câu 2 là nguyên lý chuồng bồ câu. Câu 3 là cho đại số bool với hàm bool. Câu 3 là cho đại số bool với hàm bool. Như vậy cái câu này tôi sẽ giảm cái câu 4 lại và cho một cái câu 5. Cho cái câu 5 về đường đi ngắn nhất. Này giảm số điểm lại, tất nhiên là nó sẽ giảm độ phức tạp lại. Đây cái câu tìm dạng chính tắc tuyển. Tìm dạng chính tắc tuyển, vẽ sơ đồ mạch, tìm công thức đa thức tối thiểu, tìm sơ đồ mạch. Này cho câu này 3 điểm. 3 với 3. Cái này là 3, 3 với 1 là 4, 4 với 3 là 7. Như vậy còn lại 3 điểm. Là cái phần về đồ thị cho 1 điểm nè. Nó có thể một trong có thể xuất hiện một trong cái ý sao. Có thể xuất hiện câu hỏi là một trong các ý sao. Có thể câu hỏi là một điểm thôi. Câu 4 về đồ thị 1 điểm. Câu số 5 liên quan đến câu số 5 là bài toán tìm đường đi ngắn nhất bằng thuật toán đi xa. Làm yêu cầu trình bày giống như ví dụ mẫu, có nghĩa là xuất phát tại một cái đỉnh đến các đỉnh còn lại, là tìm đường đi ngắn nhất xuất phát tại một đỉnh đến các đỉnh còn lại của đồ thị. Bài cái đề này là phần này là chiếm 2 điểm. Tìm đường đi ngắn nhất. Trình bày là gồm có cái bảng DISTA và cái hình vẽ với cách kết luận của đường đi. Nó có thang điểm của
từng mục rõ ràng, nếu thiếu cái sẽ bị trừ điểm. À, cho nên ở đây là mình sẽ nhớ một số câu tôi cho theo cái ràng buộc này. À, và phần về đại số bool thì chiếm 3 điểm, cái câu số 2 là nguyên lý chuồng bồ câu cho 1 điểm. 3 với 21 là 4, cái này là 3 với 1, được sử dụng tài liệu. À, 3 với 1 là 4, 4 với 3 là 7, 7 với 1 là 8, 8 với 2 là 10. Như vậy cái câu số 4 về đồ thị thì tôi sẽ hỏi một trong những ý này, có thể là vẽ vẽ đồ thị có ơ le không có Hamilton, hoặc là vẽ đồ thị với bậc của các đỉnh là. Câu 4 này có thể hai có hai cái ý nhỏ là A với B trong nữa. Có A với B mỗi ý nửa điểm. Vẽ một cái đồ thị liên thông có ơ le không có Hamilton, hoặc có Hamilton không có ơ le. Là có thể có hỏi những cái phần về đồ thị. Còn cái câu câu số 5 mà bài toán tìm đường đi ngắn nhất có cái bảng thuật toán Dijkstra, rồi có cái hình vẽ đi kèm và cách kết luận về đường đi. Có thể là tôi cho xuất phát tại đỉnh C, có bài xuất phát tại đỉnh E, có bài có thể xuất phát tại đỉnh H không chừng. Phải đọc đề kỹ và coi cái đỉnh nào là đỉnh xuất phát thì nó sẽ quyết định cái đường đi ngắn nhất của mình. Nó sẽ hình thành nên cái bảng của thuật toán Dijkstra, trình bày giống như ví dụ mẫu, và tôi cho sử dụng tài liệu để trình bày cho nó chuẩn cái phần này. Rồi hôm nay buổi học cũng đến đây là kết thúc, và tôi cũng cảm ơn các anh chị lớp mình đã chịu khó đồng hành với tôi suốt nhiều buổi vừa qua, và hôm nay là cái buổi thứ 6 là cái buổi kết thúc của cái môn cấu trúc đề đạt này. Và hy vọng còn gặp lại các anh chị lớp mình ở một vài môn toán nữa cho hoàn thành cái chương trình toán trong cái khung chương trình của mình. Hình như là còn cái môn xác suất thống kê nữa thì phải. Còn cái môn xác suất thống kê nữa. Cấu trúc rời rạc rồi đại số giải tích là mình học rồi, 3 môn toán rồi, còn một môn xác suất thống kê. Thì khi nào học chắc là cô Trâm sẽ thông báo. Cô Trâm sẽ thông báo với lớp mình. Thì chúc các anh chị lớp mình giữ gìn sức khỏe, thi đạt cái kết quả tốt. Và tôi cũng sẽ coi thi lớp mình trong cái ngày mà lớp mình thi, cho nên cứ yên tâm. Tôi sẽ hiện diện xuất hiện để gửi là làm như thế nào. Tất nhiên là tôi không dám chỉ, bởi vì có một giám thị khác coi thi chung với lớp mình, và thi mình sẽ thi trực tuyến, là thi online trên Microsoft Teams, trên đúng cái room của lớp mình luôn. Và thầy sẽ cho lớp mình thi viết, rồi làm xong rồi mình sẽ chụp hình các bài làm đó và ghép thành một file PDF, và sau đó nộp cái file PDF đó lên trên assignment của Microsoft Teams. Và thầy sẽ chấm điểm rồi phản hồi qua Microsoft Teams để mình biết mình bao nhiêu điểm. Điểm thì tôi chấm rồi tôi sẽ báo lại cho cô Trâm để cô Trâm nhập điểm lên hệ thống, và trường sẽ ghi nhận lại cái điểm này của mình. Và lớp mình có nhiều điểm cộng cho nên yên tâm, khả năng là điểm 10 rất rất là lớn đối với những thành viên của lớp mình. Học rất là tốt và làm bài tích cực thì yên tâm sẽ có điểm cộng cao. Và tất nhiên là đừng bỏ giấy trắng. Bỏ giấy trắng thì tôi nói trước là ai mà bỏ giấy trắng thì tôi không cộng điểm vô. Cho nên phải cố gắng làm. Làm thì có cơ sở tôi mới cho điểm được, chứ bỏ giấy trắng là tôi chịu thua rồi đó. Cho nên phải cố gắng làm. Làm đúng sai thì tính sao, nhưng mà phải có làm thì tôi mới có thể cho điểm được và cộng điểm cộng được. Rồi thầy cũng cảm ơn một số thành viên của lớp mình đã hỗ trợ tích cực và có tương tác rất là tốt trong những cái buổi học vừa qua. Thi là mình thi online luôn á, là thi trực tuyến trên Microsoft Teams luôn. Và cái lịch thi thì bên cô Trâm sẽ thông báo. Tôi cũng chưa biết khi nào lớp mình thi nữa. Khi nào thi thì bên cô Trâm thông báo và tôi sẽ canh thi lớp mình luôn. Canh thi thì hôm đó tôi sẽ tạo ra một cái meeting. Và khi thi thì mình bật camera lên. Và mình làm bài dấu giấy, rồi sau đó thi tự luận. Là mình làm bài dấu giấy rồi chụp hình cái bài làm của mình ghép thành một cái file PDF. Dân IT của mình chắc cú là ghép file PDF rất là rành nè. Chụp hình trên trên điện thoại rồi mình upload các file đó lên trên cái website ghép miễn phí. Ghép trang ghép file PDF miễn phí rồi mình tải cái file đó về. Đổi cái tên file lại theo cái quy ước tôi sẽ có hướng dẫn trong cái buổi thi á. Là mình đặt mã số sinh viên, họ gạch nối rồi họ tên rồi cái đặt tên của cái môn thi vô. Ví dụ MA004, môn này là MA004. Rồi sau đó mình sẽ cái đuôi chấm PDF đổi cái định dạng và tên file lại rồi mình upload lên trên hệ thống của Microsoft Teams. Rồi thầy sẽ chấm điểm trên đó và báo điểm lại cho lớp mình.
thì là lúc đó mình sẽ biết mình nhận được bao nhiêu điểm. Rồi yên tâm, lớp có nhiều điểm cộng mà chắc cú là sẽ được điểm cao rồi đó. Thi mình thi online luôn chứ không có thi tập trung tại trung tâm nữa, bởi vì dịch giả nó diễn biến rất là phức tạp và trung tâm của mình cũng rất là cân nhắc để giữ gìn sức khỏe cho sinh viên và hạn chế tập trung đông người. Cho nên có nhiều trường đại học cũng đang diễn ra học trực tiếp, nhưng mà hậu quả là F0 ngồi ngồi nhóc trong lớp học. Dạy lúc đó tôi cũng rất là hồi hộp. Có một số bạn thì có viết mail xin là cho em học off B, hoặc là em đang đi cách ly thì cho em xin vắng, bởi vì trường chỉ bắt buộc dạy học trực tiếp và không cho trực tuyến nữa. Nó ngộ cái một số trường thỉnh giảng của tôi tham gia thỉnh giảng thì người ta không cho dạy online nữa, mà người ta bắt phải dạy trực tiếp, làm cho một số sinh viên bị cách ly thì bị mất bài. Điều đó cũng gặp hạn chế rất là nhiều, và cách ly thì chẳng ai muốn và tôi cũng chẳng muốn các bạn đi cách ly, bởi vì sinh viên cách ly thì sẽ không nắm được bài, từ đó không có kết quả cao. Còn học online thì nó vừa tiết kiệm được cái thời gian và giữ gìn được sức khỏe, hạn chế tiếp xúc cũng là một việc rất tốt. Nhưng mà một số trường người ta không cho, còn trường mình là cho triển khai học online và thi online, thì mình cũng phải cảm ơn nhà trường đã họ tạo điều kiện cho mình được được giữ gìn long thể trong cái thời điểm này. Rồi khi nào mà mình có vào trung tâm á, thì có thể nhờ cô Trâm chuyển một số cái tài liệu bản cứng, cái bản bản in tài liệu về toán rời rạc, hoặc là tài liệu môn học nào mà mình cần thì có thể liên hệ đến cô Trâm khi đến trung tâm ở chi nhánh Điện Biên Phủ. Còn nếu mà chưa có điều kiện thì cứ tham khảo một số cái tài liệu mà tôi đã upload lên trên hệ thống cho lớp mình tham khảo. Rồi cái file này thầy sẽ upload lên trên Microsoft Teams cho lớp mình. Cảm ơn lớp mình đã đồng hành với tôi trong suốt thời gian vừa qua để mình hoàn thành tốt cái môn này, và hy vọng còn có môn xác suất nữa thì lớp mình cũng tiếp tục cùng với tôi để mình hoàn tất nốt một cái môn toán còn lại. Và môn này là môn cơ sở dành cho đầu vào cao học, cho nên cố gắng các anh chị lớp mình giữ gìn cái nguồn tài liệu này để có thể phát huy hơn nữa. Rồi ở đây tôi sẽ dừng cái buổi học ở chỗ này. Tạm biệt, tạm biệt các anh chị lớp mình. Chúc các anh chị lớp mình giữ gìn sức khỏe và sẽ hẹn gặp lại vào cái buổi thi, và còn sẽ gặp lại ở cái môn xác suất nữa, cho nên mình sẽ cố gắng phát huy cái tinh thần học tích cực này, để cho cái không khí học luôn sôi động, và chúc các anh chị lớp mình thành công. Tạm biệt lớp mình. Rồi bye bye, hẹn gặp lại vào một ngày không xa ở các môn xác suất thống kê. Dạ, chào thầy. Rồi, tạm biệt lớp mình nha, thầy sẽ stop recording ở đây.